Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 23. Chương 221, Lão Gia Tử Nghĩa Bạc Vân Thiên, 1. Sau khi đám người Hứa Ứng đi khỏi không bao lâu, chỉ thấy cuối cùng đống máu thịt không thành hình người này tổ hợp lại, tạo thành thân thể, thậm chí quần áo đã bị đánh nát cũng khôi phục như lúc ban đầu. Trang sức hình chim đầu rìu mà hắn đội cũng hệt như lúc trước. Đây chính là đặc tính của thiên ma sẽ ghi nhớ mọi chi tiết của thân thể, cho dù bị đánh nát cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đi xuống đỉnh núi gần như đã thành bình địa, nhưng lại đạp hụt chân, suýt nữa ngã nhào. Người trẻ tuổi mặc áo lông chim cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mình đã mất một cái chân. Quần áo của hắn bị đánh nát, trang sức trên đầu cũng bị phá hủy. Để khôi phục như bây giờ hắn đã hao tổn quá nhiều tu vi, cho nên không thể khôi phục cái chân này. Trên người người trẻ tuổi mặc áo lông chim dâng lên làn khí đen, chân trái chia đôi, biến thành hai cái chân, chẳng qua gầy gò hơn nhiều. Nhưng hắn không buồn để ý, đi lên đỉnh núi. Hắn hít một cái thật mạnh, đó là mùi thơm mà Trúc Thiền Thiền để lại. Mùi thơm tiên dược này có sức hấp dẫn chí mạng đối với hắn, dụ dỗ hắn tới săn mồi. Ở đằng khác, một tia nắng đập vào mí mắt Bắc Thần Tử yếu ớt mở mắt ra, thấy Hứa Ứng. Trúc Thiền Thiền và Quả Chuông lo lắng nhìn mình, thấy mình tỉnh lại, hai người một chuông mới thở phào nhẹ nhõm. Bắc Thần Lão Gia Tử không có việc gì. Hứa Ứng cười nói, ta đã bảo Lão Gia Tử ở hiền gặp lành, quả nhiên là vậy. Trúc Thiền Thiền nịnh nọt, Bắc Lão Gia đại chiến thiên ma, uy vũ vô song, nghĩa khí ngất trời, đệ nhất cổ kim. Bất cứ ai nghe tới sự tích của Lão Gia Tử cũng phải giơ ngón cái, khen một tiếng trung nghĩa. Bắc Thần Tử cố gắng ngồi dậy, thở hổn hển nói, chắc ta lớn tuổi rồi, lúc liều mạng với tên thiên ma kia bị khí huyết của hắn động tới nguyên thần, dẫn tới thần thức nguyên thần rối loạn, hôn mê bất tỉnh. Ông lão đột nhiên đẩy Hứa Ứng và Trúc Thiền Thiền ra, phá tan vòng bảo hộ của Quả Chuông, tung người nhảy từ trên đầu Ngoan Thất xuống, la lớn. Lũ xấu xa, các ngươi lại định lừa lão nhân gia ta liều mạng cho các ngươi, ta mặc kệ. Rầm, một tiếng rơi trầm trầm vang lên. Ngoan Thất đang đi đường, nghe âm thanh này vội vàng la lớn, có chuyện gì vậy? A Ứng, có chuyện gì vậy? Hứa Ứng vịn cái sừng dài màu đen của con rắn, nhìn xuống dưới nói, lão gia tử nhảy từ trên đầu ngươi xuống. Ta chỉ chữa trị nội thương lục phủ ngũ tạng cho ông ấy, còn nguyên thần, khu vực Hy Di và địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa đều đang bị thương, không thể sử dụng pháp lực, không bay lên được nên ngã thẳng xuống. Ngoan Thất giật mình, vội vàng dừng lại, ông ta nhảy bên nào? Bên trái hay bên phải? Bên phải của ta là vực sâu của hai giới âm dương. Bên phải, Hứa Ứng cố gắng nhìn xuống dưới, tìm kiếm Bắc Thần Tử. Chỉ thấy ông lão tóc trắng này ngã xuống vực sâu khoảng trăm trượng, may mắn đập vào một tảng nham thạch nhô ra, không rơi xuống vực sâu. Nếu ngã xuống vực sâu thì thần tiên cũng khó cứu, Hứa Ứng chỉ đành tìm một người hộ đạo nhiệt tình khác. Bắc Thần Tử rơi tới mức hoa mắt chóng mặt, trong vực sâu lại có âm thanh huyên náo vang lên. Như vô số ma vương bị nhốt bên dưới đang xì xào bên tai hắn, quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, khiến hắn khó lòng tập trung tinh thần. Bắc Thần Tử thầm sợ hãi, định điều động pháp lực, nhưng không thể vận được chút tu vi nào. Ông lão hoảng hốt lo sợ, la lớn, Hứa Ứng, cứu ta. Đột nhiên tảng nham thạch này lơi lỏng, tuột xuống. Bắc Thần Tử kêu la sợ hãi, miễn cưỡng điều động nguyên thần một tay nắm lấy vách đá, một tay bắt lấy tay hắn, có vậy mới không rơi xuống vực sâu. Tảng đá kia nện lên vách vực sâu, nảy lên mấy cái, một lúc lâu sau mới rơi xuống vực sâu. Ngay lúc ông lão không chịu nổi nữa thì Quả Chuông lảo đảo bay tới, miệng chuông hướng lên trời, đón lấy hắn rồi dẫn hắn chậm rãi bay ra khỏi vực sâu. Quả Chuông hạ xuống đầu Ngoan Thất, Bắc Thần Tử lăn từ trong chuông ra, thân thể mềm nhũn, miệng thở hổn hển. Vừa rồi ông lão đã tuyệt vọng, tưởng mình ngã xuống vực sâu chết oan chết uổng, giờ phút này được cứu sống, suýt nữa khóc lên thành tiếng. Trong lòng Bắc Thần Tử cực kỳ sợ hãi vực sâu, khi còn trẻ ông lão đã thấy không biết bao nhiêu luyện khí sĩ cường đại cố gắng thăm dò vực sâu, nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Vực sâu đã trở thành ác mộng của Bắc Thần Tử. Hứa Ứng khen, lão gia tử nghĩa khí ngập trời, lo chúng ta mất mạng nên nhảy xuống vực sâu rồi lại vòng về. Bắc Thần Tử hừ một tiếng, nghĩa khí ngập trời cái rắm. Lão phu trốn không thoát thì có, nếu trốn được thì ta ném cái lũ khốn kiếp các ngươi đi từ lâu rồi.
Ông lão đã là vò mẻ chẳng sợ sứt, chẳng buồn khách khí với Hứa Ứng nữa mà chửi đồng lên, phong độ lúc trước mất sạch. Quả chuông nói với Trúc Thiền Thiền, lão cuống lên rồi. Trúc Thiền Thiền gật đầu, tức nổ phổi rồi. Hứa Ứng an ủi, lão gia tử tranh thủ dưỡng thương, thiên ma kia vẫn chưa chết, còn đang đuổi theo chúng ta. Chúng ta còn phải nhờ lão gia tử khôi phục phong độ, đối phó với thiên ma, đối phó cái rắm. Bắc thần tử vẫn còn tức tối, chửi rủa không ngớt lời, Bắc thần tử ta uy phong suốt 3.000 năm. Đã quen cảnh thương hải tang điền của nhân gian, chứng kiến biết bao hoàng triều thay đổi, vô số đại sự trôi qua như mây khói. Không ngờ hôm nay lại ngã trong tay lũ du côn các ké các ngươi. Trúc Thiền Thiền có lòng tốt nhắc nhở, lão gia tử, e là ở đây chỉ có A Ứng và Thất gia ít tuổi hơn ngươi, còn chưa biết ai là du côn các ké đâu. Bắc thần tử trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ, con rắn thối kia thì nhỏ tuổi hơn ta thật, nhưng gã bại hoại họ Hứa này thì chắc chắn lớn tuổi hơn ta. Ông lão lại nghĩ tới chuyện mấy năm nay mình chạy tới chạy lui trong trần gian, khổ cực vất vả, lo lắng hãi hùng. Lập được vô số công lao khổ lao, vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, những ngày tháng tốt lành đang ở trước mắt, không ngờ lại rơi xuống kết cục bị thiên ma ăn thịt. Bắc thần tử chẳng buồn giữ phong độ nữa, lại chửi bới ầm ĩ. Hứa Ứng chờ ông lão chửi tới phát mệt rồi mới nói, lão gia tử tranh thủ tu luyện đi. À đúng rồi, lão gia tử có linh đan diệu dược chữa thương không? Ta nhớ trong một số công pháp luyện khí sĩ có đan phương, có thể luyện chế linh đan chữa trị thương thế. Chữa trị có tác dụng quái gì? Có đánh được thiên ma kia đâu? Tuy nói vậy nhưng Bắc thần tử vẫn lấy từ trong khu vực Hy Di ra một số bình ngọc, đổ một ít linh đan ra nuốt, nhắm mắt ngưng thần, tiêu hóa dược lực, chữa trị vết thương của thần thức và nguyên thần. Nhưng thiên ma kia chiếm cứ thân thể tiên thi, thực lực mạnh mẽ, khiến thương thế của Bắc thần tử không chỉ dừng lại ở đó. Thậm chí hình tượng của đại đạo và địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của hắn cũng theo đó bị thương. Thương thế đó thì linh đan diệu dược cũng không chữa trị được, phải bế quan tiềm tu, không ngừng tồn tưởng, thậm chí nghiêm trọng hơn còn phải đi tìm hiểu đủ loại đạo tượng mới có thể khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng bây giờ Bắc thần tử làm gì có cơ hội như vậy? Bắc thần tử thở dài, ý chí sa sút, nói với Hứa Ứng, nếu thiên ma đuổi theo thì chúng ta chết chắc rồi. Ta chắc chắn không địch nổi, nhiều nhất là đỡ 2-3 đòn lại bị thiên ma nuốt chửng, quả chuông này cũng không đỡ nổi. Chương 222, lão gia tử nghĩa bạc vân thiên, 2. Hứa Ứng nhìn về phía quả chuông đã được Trúc Thiền Thiền sửa chữa nhưng sức lực không đủ, không thể phát huy nhiều uy lực. Bắc thần tử nói, bây giờ ta cũng không làm được gì, hay là các ngươi ném tiểu nha đầu này vào vực sâu đi, nếu không mọi người sẽ chết chung với nhau đấy. Ánh mắt ông lão nhấp nháy, nhìn Trúc Thiền Thiền nói, hay là tiểu nha đầu này cho ta cắn một cái, chỉ một cái thôi. Trúc Thiền Thiền vội vàng trốn sau lưng Hứa Ứng, thò đầu ra hung hăng trừng mắt với ông lão. Hứa Ứng cười nói, chắc chắn lão gia tử còn có cách khác đúng không? Để ta nghĩ giúp lão gia thử xem. Y đi tới đi lui trên đầu Ngoan Thất, đột nhiên hai mắt sáng bừng lên, cười nói, lão gia tử sống từ thời Vũ Đế đến giờ, chắc có rất nhiều bằng hữu phải không? Bắc thần tử tức quá hóa cười, cả giận nói, ngươi định bảo ta lừa bạn bè mình à? Cho ngươi biết, ta làm cái nghề này vốn không có bằng hữu, muốn lừa cũng chẳng có chỗ mà lừa. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy nói, lão gia tử có biết địa điểm nguy hiểm này có thể khắc chế thiên ma không? Bắc thần tử lắc đầu, những địa điểm nguy hiểm đó thì ta trong thời toàn thịnh đi vào còn chết, giờ mà đến chỉ chết nhanh hơn. Hứa Ứng suy nghĩ nói, vậy có chỗ nào tránh được cảm giác của thiên ma không? Bắc thần tử trong lòng hơi động, nói, cái này thì có. Ông lão hạ giọng nói, đó là một ngôi miếu thổ địa, bây giờ chúng ta đến đâu rồi? Hứa Ứng cũng không nhận ra địa hình, đành phải bảo Ngoan Thất đưa bọn họ bay lên trên không. Bắc thần tử nhìn bốn phía xung quanh, tuyệt vọng nói, chúng ta cách ngôi miếu thổ địa đó quá xa, miếu thổ địa ở Đạo Châu, chúng ta không thể chạy đến đó được. Đột nhiên, một cây ngô đồng mọc trên một ngọn núi lọt vào mí mắt bọn họ. Bắc thần tử vui mừng phát khóc, chỉ vào ngọn núi la lớn, nơi đó là Đồng Bách Sơn. Trên núi có ngô đồng thần thụ, không khéo Phượng Tiên Nhi đang trốn ở đó. Đám người Hứa Ứng, Trúc Thiền Thiền thở phào nhẹ nhõm, Ngoan Thất từ trên trời hạ xuống, đi tới Đồng Bách Sơn. Đối với quái vật khổng lồ như Ngoan Thất, ngự kiếm phi hành trên trời quá hao tổn pháp lực, trườn dưới đất ít tốn sức hơn mà tốc độ cũng không chậm hơn mấy.
Không bao lâu sau, đi tới Đồng Bách Sơn, leo lên trên núi, tới bên dưới gốc ngô đồng thần thụ. Hoa ngô đồng trên cây đã rụng, có rất nhiều quả cây. Hứa Ứng thi triển thần thức, quét qua toàn bộ thần thụ nhưng không phát hiện khí tức Phượng Tiên Nhi. Hứa Ứng vẫn không từ bỏ, ngự kiếm bay lên, đi vòng quanh gốc ngô đồng thần thụ này vài lần, nhìn xem trong thần thụ có động thiên khác hay không. Bên dưới ngô đồng thần thụ, con rắn khổng lồ Ngoan Thất đột nhiên nói, ta còn biết một phương pháp sống sót. Nhưng chuyện này cần lão gia tử phối hợp. Bắc thần tử cau mày, con xà yêu nho nhỏ nhà ngươi có biện pháp gì? Ngoan Thất nói, chắc chắn trong cơ thể A Ứng có phong ấn, đôi khi hắn sẽ làm một số hành động kinh người, đó là lúc phong ấn của hắn hé mở, khiến hắn thức tỉnh một phần trí nhớ. Ta nghĩ, Bắc thần tử quả quyết nói, không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngoan Thất nói, đã tới nước này rồi, chúng ta đều phải chết ở đây. Bắc thần tử, chuyện ngươi muốn làm nhất trên đời là gì? Là không thể làm theo ý mình mà cứ suốt ngày nhìn chằm chằm vào thiếu niên bất lão à? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi làm chuyện mà mình muốn làm, thiếu niên bất lão? Trúc Thiền Thiền nghe vậy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên Hứa Ứng trên ngô đồng thần thụ, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ thần thoại đó là sự thật? Cô lộ vẻ không thể tin nổi, sắc mặt Bắc thần tử biến đổi không ngừng, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Ứng. Chỉ thấy Hứa Ứng ngự kiếm phi hành, gõ lên ngô đồng thần thụ, có vẻ khá kiên nhẫn. Ngoan Thất nói, bây giờ ngươi không giúp hắn mở phong ấn, tất cả chúng ta đều chết ở đây. Cả đời này ngươi không thể hoàn thành chuyện ngươi muốn làm nhất. Ngươi giúp hắn mở phong ấn, sau khi diệt trừ thiên ma cùng lắm thì phong ấn hắn lại là được. Con rắn lớn trườn quanh Bắc thần tử, nhìn chằm chằm vào hắn, âm thanh lúc thì vang lên phía trước, lúc thì vọng lại phía sau, từ từ dụ dỗ, chỉ có cách này thì chúng ta mới có thể thoát khỏi cục diện chết chắc như hiện tại. Chẳng lẽ chết đến nơi rồi mà ngươi vẫn muốn làm cai tù ngồi trong tội phạm à? Khoảnh khắc trước khi nhắm mắt xuôi tay, chuyện đặc sắc nhất trong đời ngươi là gì? Chẳng lẽ là làm cai ngục? Con rắn trườn quanh người Bắc thần tử, càng lúc càng nhanh, âm thanh hóa thành mờ, mịt, giọng nói âm u, không khéo đánh với thiên ma mới là trận chiến đặc sắc nhất của ngươi. Không khéo giúp A Ứng giải phong ấn mới là tuyệt tác trong cuộc đời ngươi đừng nói nữa. Bắc thần tử gầm lên một tiếng, sắc mặt âm trầm, lên tiếng chửi bới, một con xà yêu nho nhỏ mà đòi mê hoặc ta. Ngươi coi 3.000 năm đạo hạnh, 3.000 năm rèn luyện đạo tâm của ta là cho chó gặm hay sao? Con rắn như trúng một đòn nặng nề, thân thể đang uốn quanh gục xuống, chán nản bỏ chạy. Bắc thần tử uy phong lẫm liệt, nhưng lúc quay mặt đi thì sắc mặt biến ảo không ngừng. Lúc này Trúc Thiền Thiền run rẩy nói, thiên ma tới, đang ở gần đây, làm sao bây giờ? Bắc thần tử biến sắc, lấy từ trong khu vực hy di của bản thân ra một cái áo vàng, đột nhiên rung tay. Áo vàng bay lên, như bị một người vô hình mặc lên, tiếp đó nó xé gió bay phần phật đi khỏi. Bắc thần tử đưa áo vàng đi, lại lấy một đàn tế ra, trên đàn tế có một điện thờ, ông lão lấy một cây kiếm gỗ đào ra, leo lên đàn tế. Trong điện thờ không thờ cúng bất cứ thần linh nào mà cúng bái một lá bùa. Văn tự trên lá bùa là chữ triện, được biết bằng kim bút, phức tạp hơn bất cứ chữ triện nào mà Hứa Ứng từng thấy, mang theo đạo vận tự nhiên. Phía trước lá bùa có một nén hương to bằng cánh tay đang cháy, hương khí lượn lờ, trực tiếp bay về phía lá bùa, bị lá bùa hấp thu. Nén hương này có đốt nửa năm một năm cũng không hết được. Bắc thần tử leo lên đàn tế, cầm kiếm làm phép, tế lễ thiên địa, miệng lẩm bẩm gì đó. Mà ngay lúc này một người trẻ tuổi đầu đội mũ lông hình chim đầu rìu, thân mặc áo lông sợi vàng, từ từ leo lên Đồng Bách Sơn, xuất hiện trước mặt mọi người. Quả chuông bảo vệ Trúc Thiền Thiền, lùi lại phía sau, lớn tiếng nói, A Ứng, mau xuống đây. Cùng lúc, Ngoan Thất lớn tiếng nói, Bắc thần tử, ngươi còn chờ gì nữa? Ra tay đi. Bắc thần tử nghiến răng, xoẹt một tiếng vung thanh kiếm gỗ đào trong tay chặt phần ngọn nén hương còn đang cháy. Ngọn lửa được ông lão nâng trên mũi kiếm, lắc nhẹ, lập tức dập tắt. Trên điện thờ, hương hỏa đã đứt đoạn, không còn hương khói bay về phía lá bùa. Giữa thiên địa, đột nhiên yên tĩnh trở lại, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Lúc này, gió nhẹ nổi lên, gió thổi càng ngày càng lớn, tiếng phần phật vang vọng, cỏ cây lay động. Giữa bầu trời bỗng có mây đen cuồn cuộn không rõ từ đâu kéo tới. Thiên địa biến sắc, gió thổi tới mức ngô đồng thần thụ cũng lung lay. Rắc! Một tia sét cực kỳ hùng vĩ từ trên trời giáng xuống,
bổ ngay lên ngô đồng thần thụ, tách gốc cây đó từ giữa ra. Thần thụ ầm ầm đổ xuống, một bóng người cũng rơi giữa ánh sấm sét, thân hình nửa ngồi nửa quỳ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Người này chính là Hứa Ứng, tia sấm vừa rồi như biến thành một hoa văn, không ngừng nhảy nhót lấp lóe giữa mi tâm y. Y chậm rãi đứng dậy, mây đen vạn dặm trên bầu trời điên cuồng xoay tròn như vòng xoáy, còn y chính là trung tâm của vòng xoáy. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 223, Vô địch 1. Bắc thần tử nghe âm thanh này, da đầu không khỏi tê dại, toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố giả bộ trấn định, lớn tiếng hô, Hứa Ứng. Bây giờ đang là lúc sinh tử tồn vong của ngươi, nếu ngươi không ứng phó được, ngay cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Ông lão chưa từng gặp Hứa Ứng lúc mở phong ấn, cũng không biết sau khi mở phong ấn sẽ có hậu quả đáng sợ ra sao. Bắc thần tử chỉ là làm tiếp việc của người tiền nhiệm. Trước ông lão này còn có một nhóm luyện khí sĩ cũng phụ trách công việc tương tự, nhưng những luyện khí sĩ đó đã quá giả, không thể tiếp tục duy trì phong ấn. Trong một lần bố trí cho Hứa Ứng, bọn họ gây ra sơ sót. Sau khi những luyện khí sĩ này thăng chức, chuyện này rơi xuống đầu ba người Bắc thần tử. Bắc thần tử từng nghe một số truyền thuyết liên quan tới Hứa Ứng, cũng biết chuyện duy trì phong ấn Hứa Ứng cực kỳ quan trọng, nhưng thời điểm sống chết trước mắt, hắn không thể không tạm thời mở phong ấn một chút. Ông lão cố trấn định, thầm nghĩ, nhưng cũng may ta không mở toàn bộ phong ấn, phù văn phong ấn vẫn còn đó, hương hỏa vẫn còn đó. Sau khi hắn giết thiên ma, ta có thể tiếp tục dâng hương hỏa, vẫn có thể biến hắn thành đứa bé ngoan. Ngươi dám ư? Hứa Ứng cười ha hả. Đột nhiên sau lưng hiện lên cảnh tượng khu vực Hy Di, Ngũ Nhạc Tiên Sơn, Hắc Thiết Huyền Quan, Thanh Đồng Huyền Quan, Ngọc Kinh Tiên Quan, Thập Nhị Trọng Lâu, Giao Trì, Thần Kiều, Hỗn Độn Hải, Hoàng Đình, Giáng Cung, Ngọc Trì, Ngọc Kinh, Thiên Hà, Thiên Sơn, thậm chí Dũng Tuyền, tất cả đều từ từ hiện ra. Bắc thần, ngươi dám ư? Hồn phách của y đứng sừng sững trên tầng thứ ba khấu quan kỳ, trong khu vực Hy Di chỉ có một luồng kiếm khí như cầu vồng, dị tượng thập vạn đại sơn tôn cửu nghi và một áng mây thiên kiếp. Đây là đạo tượng mà Hứa Ứng lĩnh ngộ được. Tu vi cảnh giới của y vẫn là khấu quan kỳ tầng thứ ba, không hề thay đổi. Cảnh giới na pháp của y vẫn chỉ là hai đại bí tàng nê hoàn giáng cung lần lượt mở ra hai tầng động thiên, bí tàng hoàng đình mở được một tầng động thiên. Cảnh giới na sư của y cũng không hề thay đổi. Bắc thần tử thấy cảnh này, trong lòng phát lạnh, sau khi mở phong ấn, tu vi của hắn không được mở theo, lần này toi rồi. Ông lão vốn tưởng mở phong ấn cho Hứa Ứng cũng là mở một phần tu vi, không ngờ cảnh giới của Hứa Ứng vẫn là khấu quan kỳ tầng thứ ba, không hề tăng trưởng. Ngoan thất, quả chuông cũng thấy trong lòng phát lạnh. Bọn họ cứ tưởng chỉ cần Bắc thần tử giải phong ấn cho Hứa Ứng là có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng lại quên mất tu vi của Hứa Ứng. Thiên ma chiếm cứ tiên thi, tương đương với tiên nhân tại trần thế, Hứa Ứng mới khấu quan kỳ, làm sao chiến thắng kẻ địch cường đại như vậy? Ầm, tiếng sấm nổ vang trên bầu trời, một tia sét khổng lồ giáng xuống từ không trung, bổ lên người Hứa Ứng, sấm sét rực rỡ lóe lên, chiếu sáng sau lưng Hứa Ứng. Trong một chớp mắt ngắn ngủi, mọi người thấy trong khu vực Hy Di mênh mông vô ngần của Hứa Ứng hiện ra rất nhiều cái bóng khổng lồ, tới khi tia sét thứ hai đánh lên đầu Hứa Ứng, ánh sáng rực rỡ lại chiếu sáng những cái bóng kia. Bọn họ mới thấy được, những cái bóng đó là đủ loại hình tượng của đại đạo không thể tưởng tượng nổi. Có đỉnh núi bằng đồng xanh, có vực sâu mai táng đại đạo, có gốc đại thụ bao phủ sao trời, có thú khổng lồ há miệng nuốt cả trời xanh, có tinh vân đang tạo ra ánh sao. Đủ loại đạo tượng khủng khiếp, khiến người ta hoảng loạn. Mà nương theo từng tia sét giáng xuống, những đạo tượng này càng ngày càng rõ ràng, dần dần từ hư hóa thực, cứ như sẽ từ tồn tưởng hóa thành chân thực. Cho dù người trẻ tuổi mặc áo lông chim là thiên ma, hắn vẫn không nhịn được cảm thấy sợ hãi, vội vàng lao tới, định giết chết nuốt chửng Hứa Ứng trước khi đạo tượng sau lưng y hóa thành chân thực. View, diều đá bên hông Hứa Ứng bay lên, chém thẳng về phía kẻ địch. Thân hình của người trẻ tuổi mặc áo lông chim lắc một cái, đột nhiên trước sau trái phải xuất hiện vô số người trẻ tuổi mặc áo lông chim, đồng thời lao tới, mỗi kẻ đều xuất thủ ngăn cản diều đá. Nhưng diều đá cũng lắc nhẹ một cái, xuất hiện vô số ảo ảnh diều đá, ngay khoảnh khắc sau cánh tay phải của người trẻ tuổi mặc áo lông chim đã bị chém đứt. Phù quang lấp lóe,
lại chém lên trán người trẻ tuổi mặc áo lông chim. Tất cả hư ảnh diều đá và người trẻ tuổi mặc áo lông chim biến mất, chỉ còn lại một, trên trán người trẻ tuổi mặc áo lông chim vẫn còn ghim lưỡi diều đá. Bắc thần tử, Quả Chuông và Trúc Thiền Thiền đều kinh ngạc không thôi. Rõ ràng tu vi của Hứa Ứng vẫn là khấu quan kỳ tầng thứ ba, nhưng chiêu phủ pháp này quá tinh diệu, bất luận thiên ma né tránh ra sao cũng không được. Y chi triển một diều tới mức quá thần kỳ, chém lên thân thể tiên nhân mà như đầu bếp dóc thịt trâu, đột phá vào sơ hở. Tránh chỗ mạnh của tiên thi, chỉ nhắm vào nhược điểm, men theo sơ hở của nó trực tiếp cắt đứt mọi phòng ngự. Có điều, mô tả thì đơn giản nhưng ai có thể tìm thấy sơ hở của tiên thi và thiên ma. Diều đá này chém sâu vào đầu người trẻ tuổi mặc áo lông chim, khuấy động sát khí và sát ý, đánh thẳng vào đầu óc và ý thức của thiên ma, khiến thân thể hắn chấn động kịch liệt, thi thoảng trong cơ thể lại có một bóng đen bị chấn động tới mức suýt nữa thoát ly cơ thể. Đột nhiên, trên người hắn bùng lên tiên quang, cuốn lấy diều đá, chém ngược lại phía Hứa Ứng. Dù sao thân thể hiện tại của hắn cũng từng là của tiên nhân, tuy tiên nhân đã chết nhưng tiên khí quanh người lại không sợ hung khí sát khí của diều đá. Sấm sét trên người không ngừng giáng xuống, đánh chính xác lên đỉnh đầu Hứa Ứng, đạo tượng sau lưng Hứa Ứng càng lúc càng chân thực. Diều đá chém tới, Hứa Ứng giơ tay ngoắc một cái đã nắm lấy diều đá, lật tay bổ đôi tiên. Quang, người trong nghề xem cách thức, ngoài nghề xem trò vui, Quả Chuông, Ngoan Thất và Bắc Thần Tử đều không nhìn ra y làm thế nào. Trúc Thiền Thiền lại nhìn ra trong diều ẩn chứa ảo diệu của chiêu pháp, chỉ cảm thấy đạo tâm bị xung kích cực lớn. Cô không khỏi nhớ lại tình cảnh của mình khi vừa bái sư, khi đó sư phụ thể hiện thần thông giơ tay biến cột thành bảo bối. Chỉ trong khoảnh khắc, một cây cột đá đã hóa thành pháp bảo, trở thành rồng đá bay lượn trên không trung. Cảnh tượng đó khiến cô chấn động không gì sánh nổi, lật đổ mọi hiểu biết của cô về luyện khí sĩ trong quá khứ. Còn bây giờ cô đã vượt qua sư phụ năm xưa, có thể thi triển thần thông gõ cột thành bảo bối còn chấn động hơn. Nhưng khi chứng kiến biến hóa trong chiêu diều của Hứa Ứng, cô vẫn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thần thông còn có thể sử dụng như vậy, đạo pháp còn có thể sử dụng như vậy. Hắn không phải người, tuyệt đối không phải người. Hứa Ứng nhẹ nhàng như mây gió, vẫn chém thẳng một diều lên trán người trẻ tuổi mặc áo lông chim, không nhìn ra chút gì là đang liều mạng. Còn người trẻ tuổi mặc áo lông chim lại đang liều mạng. Hắn phẫn nộ gào thét, thân thể đột nhiên căng phồng, càng lúc càng to lớn, càng ngày càng cường tráng. Nhưng ngay lúc này, Hứa Ứng giơ tay trái kết thành một trường ấn kỳ lạ, trong trường ấn ẩn chứa một ngọn núi đồng xanh cao chót vót, có vẻ cực kỳ tinh xảo. Chương 224, Vô địch 2. Y xuất ấn đánh ra, thân thể khổng lồ của người trẻ tuổi mặc áo lông chim lập tức bị ép tới mức nhanh chóng thu nhỏ, xương cốt toàn thân vang lên tiếng lách cách, từng khối máu thịt không ngừng nổ tung. Máu thịt nổ tung nhúc nhích dưới đất, bò lổm ngổm, hóa thành từng người trẻ tuổi mặc áo lông chim, lao về phía Hứa Ứng với tư thế vặn vẹo kỳ quái. Rầm, bản thể của người trẻ tuổi mặc áo lông chim nổ tung, thân thể hóa thành vô số mảnh vụn. Bản thể của thiên ma lại hiển hiện trong đó, là một khối khí đen xé gió đánh về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng ôm hờ tay trước ngực, lập tức có một đạo tượng khác xuất hiện phía trước y, như một lò lửa, trong lò không phải tam muội chân hỏa, ánh sáng tỏa ra cũng không phải thần quang bình thường. Y cứ như đang ôm cả 3.000 vầng thái dương, hào quang vô cùng rực rỡ, đột nhiên bộc phát, luyện hóa tất cả người trẻ tuổi mặc áo lông chim đang lao về phía y thành cho bụi. Bản thể của thiên ma cũng bị ánh sáng chói mắt đó không ngừng tiêu hủy. Hắn vẫn cố chống cự, lao tới trước mặt Hứa Ứng, muốn chui vào mi tâm Hứa Ứng. Mắt thấy thiên ma sắp chui vào mi tâm mình, Hứa Ứng nhẹ nhàng giơ tay lên chụp một cái, đã nắm luồng khí đen kia trong tay. Luồng khí đen này va chạm trong lòng bàn tay y, như năm ngón tay Hứa Ứng như lồng giam thiên địa, giam cầm khí đen vào trong, không cách nào trốn thoát. Khí đen tuyệt vọng, tỏa ra ý thức cổ xưa, hỏi rốt cuộc y là ai. Hứa Ứng sắc mặt hờ hững, không buồn trả lời, siết chặt nắm tay, ngọn lửa bộc phát trong lòng bàn tay, luyện hóa khí đen thành cho bụi. Trên bầu trời, sấm sét vẫn còn giáng xuống, vòng xoáy mây đen rộng tới vạn dặm vẫn đang phun trào điên cuồng, không ngừng giáng xuống người Hứa Ứng, khiến đạo tượng sau lưng y càng ngày càng chân thực. Bắc thần tử run cầm cập, nỗi sợ hãi từ tận linh hồn sộc thẳng lên đầu, sấm sét vẫn đang đánh vào Hứa Ứng, cho thấy mục tiêu của Hứa Ứng vốn không phải thiên ma. Không phải thiên ma,
còn có thể là ai? Ngón tay của Bắc Thần Tử run rẩy, đầu ngón tay lặng lẽ hiện lên một luồng chân hỏa, định châm lửa vào nén nhang trước bàn thờ trên tế đàn. Chân hỏa vừa tới trước nén nhang, đột nhiên Hứa Ứng xuất trưởng vỗ tới, chân hỏa lập tức tiêu tan. Bắc Thần Tử như trúng một đòn nặng nề, ngực lõm sâu, từng xương sườn đứt gãy, hộc máu ồ ạt, bay ngược ra đằng sau, và ầm ầm vào gốc ngô đồng thần thụ, đụng gãy cả gốc cây. Ông lão ngã bịch xuống đất, lăn lông lốc, cuối cùng cũng ngừng lại. Tứ chi bách hải của ông lão đều bị chấn vỡ, nguyên thần, khu vực hy di, thậm chí bí tàng động thiên, tất cả đều rạn nứt. Ông lão máu me đầm đìa, gầm lên một tiếng giận dữ, một bàn cờ với khí xanh mịt mờ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm hạ xuống đỉnh núi. Nguyên thần của Bắc Thần Tử hiện lên sau lưng, hét lớn một tiếng, giơ ngón tay điểm ra, rầm. Trong bàn cờ có một ngọn ngón tay to bằng ngọn núi từ trên không giáng xuống, mang theo uy lực hùng hồn tới mức không gian rung chuyển, đâm về phía Hứa Ứng. Ta sẽ không để ngươi thoát khốn đâu. Tai mắt mũi miệng của Bắc Thần Tử chảy máu, hét lớn. Hứa Ứng không buồn nhìn tới, tiện tay vung rìu, đầu ngón tay xuất hiện trong bàn cờ đã bị lưỡi rìu chặt đứt. Bắc Thần Tử kêu thảm một tiếng, ngón tay cũng đứt rời. Hứa Ứng vung rìu, phủ quang tung hoành, chém lên bàn cờ khí xanh mịt mờ. Bắc Thần Tử kêu rên liên tục, hai tay run rẩy, chỉ thấy 10 đầu ngón tay của hắn từ từ rơi ra, đã bị chặt đứt. Ông lão quỳ sụp xuống đất, nguyên thần sau lưng cũng quỳ xuống, hai tay không ngừng run rẩy, không ngờ cả 10 ngón tay của nguyên thần cũng bị chặt đứt. Thanh khí kỳ bàn là đại thần thông mà hắn khổ luyện 2000 năm, trong thân thông này hắn có thể phóng đại đòn tấn công của mình. Dựa theo phương thức bàn cờ khiến cho đòn tấn công thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường. Nhưng Hứa Ứng đánh vào trong đại thần thông của hắn, lại như thấy rõ mọi biến hóa trong thần thông, thậm chí vận dụng thần thông của hắn còn tinh diệu hơn chính hắn. Cảnh tượng đó khiến hắn tuyệt vọng không gì sánh được. Hứa Ứng rung cổ tay, một luồng phủ quang chui vào thanh khí kỳ bàn, phủ quang bay ra từ thanh khí kỳ bàn, chém tới cổ Bắc Thần Tử. Một búa đơn giản mà phá hủy thần thông mà ông lão vẫn kiêu hãnh cả đời, dùng thần thông của chính ông lão để giết ông ta, khiến Bắc Thần Tử mất hết ý chí, không buồn phản kháng. Đột nhiên, ánh đỏ lóe lên, nhào thẳng tới, trước khi phủ quang giết chết Bắc Thần Tử đã ôm lấy cả ông lão và nguyên thần của ông lăn ra. Ngoài hơn 10 trượng, Bắc Thần Tử vẫn chưa tỉnh hồn, vội vàng nhìn kỹ lại, ra là cô gái áo đỏ và nguyên thần của cô chạy tới ngay lúc mấu chốt, cứu sống ông trong khoảnh khắc sinh tử. Chúng ta được áo vàng của ngươi đưa tin, lập tức chạy tới, may mà không muộn. Cô gái áo đỏ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, nói liến thoáng. Bắc Thần Tử miệng hộc máu tươi liên tục, ho khan nói, các ngươi coi chừng, hắn không phải người, hắn là quái vật. Hứa Ứng đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy lão già u sầu xuất hiện trên tế đàn, tay cầm một lá bùa khác, dán lên bàn thờ. Một cánh tay khác của lão già u sầu xuất hiện một đóa thuần dương dị hỏa, nhóm lửa đốt nén nhang kia. Ngươi dám? Hứa Ứng giận tím mặt, sấm sét giữa trán ầm ầm chấn động, tia lửa điện bắn ra tứ tung, cong ngón tay búng một cái. Lão già u sầu hét lớn, một tấm gương bạc xuất hiện trước mặt, gương bạc vang lên leng keng, không ngừng chia nhỏ. Chẳng bao lâu sau đã bao phủ bốn phương tám hướng, hóa kín tất cả không gian, phản xạ mọi thần thông. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, vô số mặt gương đều xuất hiện lỗ thủng to cỡ ngón tay cái, tiếp đó tất cả mặt gương đều nát bấy. Phốc, 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 thân thể lão già u sầu xuất hiện hơn 10 lỗ máu, xuyên từ trước ra sau, bị đánh văng khỏi đàn tế. Đầu óc Hứa Ứng đờ đẫn, tự biết không ổn, lập tức phi thân đánh về phía đàn tế, giơ tay chụp lấy nén nhang, định đập tắt hương hỏa. Ta muốn cõi trời này không thể nhốt được ta. Tất cả những gì nợ ta, đều phải trả lại. Cô gái váy đỏ nhào tới, ôm lấy eo của y, chỉ thấy khí hương hỏa trên nén nhang bay về phía hai tờ giấy bùa trên điện thờ, văn tự trên lá bùa dần dần sáng lên. Các ngươi đừng mơ. Hứa Ứng cực kỳ phẫn nộ, rung hai tay, đánh gãy hai tay của cô gái áo đỏ. Hai cánh tay cô gái áo đỏ bay lên không trung, trước ngực lõm xuống, từng xương sườn đứt gãy. Cô giơ chân đá về phía Hứa Ứng, lại nghe hai tiếng răng rắc, hai chân cũng tự gãy. Cô gái áo đỏ quỳ dưới đất, trợn trừng muốn rách cả mí, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Ứng đi về phía đàn tế. Dừng lại, lão già u sầu đánh tới, ngăn phía trước bàn thờ. Hứa Ứng giơ tay đâm tới, lão già u sầu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lồng ngực của mình đã bị đâm thủng,
trái tim bị nắm trong tay Hứa Ứng. Lão già u sầu tuyệt vọng, toi rồi, nhưng Hứa Ứng không bóp tay lại. Lão già u sầu ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt thiếu niên mê man, đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng buông trái tim đang cầm ra. Trong con ngươi của y, mọi năm tháng đằng đẵng từng trải qua dần dần hóa thành ảm đạm, một số hình ảnh từ từ phai mờ, tất cả mọi ký ức chậm rãi bị bụi bặm che phủ. Ngọn lửa trong mắt y hóa thành mờ mịt. Lão già u sầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hương hỏa đã cháy rất ổn định, hương khí lượn lờ bay vào hai tờ giấy phủ, phong ấn trên lá bùa càng rực rỡ. Phong ấn đã ổn định, ta đang ở đâu thế này? Ta là ai? Thiếu niên ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, dáng vẻ vừa đáng thương vừa bất lực, đầu óc ta đau quá. Lão già u sầu cố nén cơn đau, cẩn thận từng chút một nhét trái tim bị móc ra vào dưới xương sườn, bảo vệ trái tim mình. Cô gái áo đỏ quỳ dưới đất lặng lẽ nối liền hai chân đã gãy, lấy hai cây gậy buộc chặt hai chân lại điều động nguyên thần nhặt hai cánh tay đứt rời của bản thân. Mái tóc trắng của Bắc Thần Tử đã bị máu tươi của mình nhuộm đỏ, từ từ trườn tới phía trước, leo lên rìa đàn tế. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt mỗi người toát lên vẻ chật vật và sợ hãi, cùng với niềm vui sống sót sau tai họa. Sau này lại được yên ổn nhiều năm rồi, bọn họ không chú ý tới, tia sét vẫn lấp lóe trên mi tâm Hứa Ứng cũng dần dần ảm đạm, từ từ ẩn nấp, biến mất. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 225, Hứa Ứng người Vũ Lăng, 1. Cảnh giới khấu quan kỳ tầng thứ 3 mà đánh ba luyện khí sĩ phi thăng kỳ chúng ta thành ra thế này. Bắc Thần Tử hộc máu liên tục, giọng nói khàn khàn, nếu hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cô gái áo đỏ và lão già u sầu đều dùng mình một cái, đừng nói khôi phục lại đỉnh phong, chỉ lần này thôi cả ba người liên thủ cũng bị đánh tới mức suýt nữa tan thành cho bụi. Nếu bọn họ không mang phù văn chấn ma về, nếu Bắc Thần Tử không phóng áo bào vàng của mình đi, dẫn đường cho hai người, chỉ e hậu quả khó lường. Đột nhiên, quả chuông bay tới, không buồn nói một câu mà lao thẳng về phía ba người. Trúc Thiền Thiền nấp sau chuông, xuất quyền đánh lên chuông, quả chuông ngân vàng. Ba người Bắc Thần Tử bị Hứa Ứng đánh trọng thương, nhưng quả chuông cũng hao hết uy năng, chẳng khá hơn là bao. Ba người ai nấy dốc toàn lực ngăn cản, lập tức đánh bay quả chuông. Nhưng ngay lúc này Trúc Thiền Thiền từ phía sau nhảy ra, đánh bốp 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 ba cái, ba người mỗi người trúng một quyền, pháp bảo trên người lập tức chấn động. Cả ba sợ hãi, vội vàng dốc pháp lực còn sót lại, tự chấn áp dị động tới từ pháp bảo của mình. Cùng lúc đó, Ngoan Thất lao ra, lẳng lặng cuốn lấy Hứa Ứng, quanh người bùng lên kiếm khí, định kéo Hứa Ứng chạy trốn. Thất gia làm tốt lắm. Phía xa, quả chuông kêu lên. Ngoan Thất ngự kiếm bay lượn, tốc độ cực nhanh, xe gió lướt đi. Ba người Bắc Thần Tử chấn áp dị động của pháp bảo, lão già u sầu ném áo bào vàng ra, Bắc Thần Tử vẫn chút nguyên khí còn sót lại, thổi một hơi. Áo bào vàng bay phần phật tới, đuổi kịp Ngoan Thất, ống tay áo phất một cái, đã thu con rắn hơn 20 trượng vào trong. Ngoan Thất điều động pháp lực, thi triển ba xà chân tu, hóa thành rắn khổng lồ dài trăm trượng, nhưng hắn biến lớn thì tay áo cũng biến lớn, vẫn bọc hắn trong tay áo. Áo bào vàng cũng là một món pháp bảo, cứ như được một người vô hình mặc vào, người vô hình kia rung ống tay áo, gân cốt Ngoan Thất mềm nhũn, bất giác buông Hứa Ứng, rơi từ trong tay áo xuống. Nơi này cách mặt đất khá xa, nếu ngã xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. May là quả chuông biến lớn, miệng chuông hướng lên, cuối cùng cũng đón được nó, nhưng vẫn bị ép tới mức không ngừng rơi xuống. Trúc Thiền Thiền ra sức tấn công ba người, nhưng ba người chẳng buồn dây dưa với cô nhóc, thu hồi đàn tế và bàn thờ, đỡ lấy nhau, dậm chân tạo mây, bay khỏi đỉnh núi. Áo bào vàng cất Hứa Ứng vào ống tay áo rồi tự động bay về. Quả chuông ổn định được thế rơi, bay lên đỉnh núi, đã không thấy bóng dáng ba người Bắc Thần Tử đâu nữa. Ngoan Thất trong lòng lạnh buốt, lẩm bẩm, ba lão khốn kiếp ấy mang Hứa Ứng đi rồi, thiên hạ rộng lớn, chúng ta biết tìm ở đâu. Quả chuông cũng cảm thấy nặng nề, Hứa Ứng bị ba người phong ấn, hiển nhiên ký ức của người bắt rắn cũng bị phong ấn. Theo suy đoán của bọn họ, Hứa Ứng sẽ bị nhét ký ức mới, sống một cuộc đời mới. Trời đất bao la, lãnh thổ Thần Châu rộng lớn, vùng đất mới không ngừng xuất hiện. Ba người kia chỉ tùy tiện giấu Hứa Ứng ở nơi nào đó là chẳng có cách nào tìm được.
Huống chi cứ cách một quãng thời gian ba người này sẽ thiết lập lại ký ức của Hứa Ứng, dẫn hắn tới một nơi hoàn toàn xa lạ, đưa tới một cuộc sống mới. Các ngươi không cần lo lắng. Trúc Thiền Thiền nhanh chóng bước tới, đằng đằng sát khí nói, cái rìu đá mà A Ứng mang theo đã bị động tay động chân. Pháp bảo trên người ba tên tiểu quỷ kia cũng bị đánh bôm bốp ba cái, khắc dấu của bà cô này rồi. Bọn chúng đừng hòng trốn khỏi cảm ứng của bà cô này. Quả Chuông và Ngoan Thất vừa bái phục vừa kinh ngạc. Ngoan Thất thận trọng nói, bà cô ơi, chúng ta từng bị ngươi đánh mấy cái, có phải trên người chúng ta cũng? Quả Chuông vội vàng lung lay trên dưới, kiểm tra khắp người, chỉ lo mình không còn thuần khiết. Trúc Thiền Thiền an ủi, ta sẽ không đối xử với người một nhà như vậy. Quả Chuông và Ngoan Thất yên tâm hơn một chút. Trúc Thiền Thiền trong lòng ủ rũ, thiếu chút nữa là bị bọn họ phát hiện, nhưng cũng may bọn họ đều không thông minh lắm. Chẳng qua, khắc dấu lên người bằng hữu cũng không được tốt, nhân lúc bọn họ không chú ý thì xóa đi vậy. Đợi đã, bọn họ là người hộ đạo của ta, vạn nhất họ lén lút chạy trốn thì sao? Nguyên Giang, Vũ Lăng quận, sông Thanh Thủy, có thôn xóm trên dốc Mã Đầu, thôn dân không nhiều, chỉ khoảng 3-40 gia đình, do ở gần Nguyên Giang nên đều làm nghề bắt cá. Phía tây thôn có một gia đình, nam chủ nhân họ Từ Tên Tiến, nữ chủ nhân họ Lỗ Tên Tự. Hai vợ chồng thành gia đã nhiều năm nhưng mãi vẫn không có con cái. 7 năm trước Từ Tiến bắt cá trên sông, vung lưới kéo được một đứa bé, đưa lên thuyền thấy vẫn còn hơi thở. Hai vợ chồng cứu sống đứa bé, hỏi tên họ. Đứa bé họ Hứa tên Ứng, thượng du có khu đất Hứa gia, gặp mã tặc, bị phóng hỏa đốt thôn trang. Đứa bé này nhảy cầu bỏ trốn, lại bơi không giỏi, bị sóng trên sông đẩy tới nơi này. Hai vợ chồng thương xót cậu bé, nên nhận nuôi. Hứa Ứng, vì chữ Hứa với chữ Từ đọc tương tự nhau nên không đổi sang họ Từ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 7 năm trôi qua, đứa bé nhà Từ Tiến nhận nuôi đã biến thành thằng nhóc choai choai. Có khung xương khá lớn, vóc dáng cao gầy, chỉ có điều quanh năm theo Từ Tiến bắt cá nên làn da bị phơi đen. Mấy tháng qua, đất đai biến động, xuất hiện rất nhiều vùng đất mới. Núi non trùng điệp chui ra từ đâu không biết, thay đổi sông ngòi biển cả, khiến Nguyên Giang rộng hơn xưa tới 10 lần, nước sông cuồn cuộn, trong sông có nhiều cá lớn, thường xuyên va lật thuyền nhỏ để ăn thịt người. Trong lúc nhất thời, ngư dân sinh sống dựa vào sông ngòi cũng không dám lên thuyền, là tên Hứa Ứng mang vận rủi tới. Trong thôn có ông lão nói, ta nhớ 3 tháng trước trong thôn vốn không có ai tên là Hứa Ứng. Gần đây hắn mới xuất hiện, tới thôn của chúng ta, các ngươi lại như kiểu đã quen biết hắn nhiều năm. Chắc chắn hắn không phải là người, là yêu quái mê hoặc lòng người. Mọi người nhìn ông lão với vẻ kỳ quái, ông lão kia vẫn nói không dứt lời, kêu lên, yêu quái thay đổi trí nhớ của các ngươi. Các ngươi nghĩ lại xem, 7 năm trước Từ Tiến có trèo thuyền ra sông vớt được một đứa bé thật không? Không có. Rõ ràng là đứa bé này mới xuất hiện 2-3 tháng trước thôi. Lão Tử điên rồi. Mọi người dồn dập lắc đầu, lại có người tới an ủi Hứa Ứng, bảo y đừng để trong lòng, nói, lão Tử lớn tuổi rồi, đầu óc hay có vấn đề, lần trước còn nói xấu ta nhìn trộm quả phụ tắm rửa cơ. Làm gì có việc đó? Ha ha, Hứa Ứng cũng không để trong lòng. Tới trạng vạng, Hứa Ứng thấy một lão già u sầu vào thôn, không biết nói gì với lão Tử. Một lúc lâu sau lại có một ông lão áo trắng và một cô gái áo đỏ. Ba người này rất kỳ quái, trông như đang bị thương, có người gãy mất cánh tay, có người què chân, còn có người tim có vẻ không được ổn. Ba người nói chuyện với lão Tử, sau đó chỉ trỏ với lão, đầu ngón tay lấp lóe ánh sáng. Hứa Ứng nhìn thấy, trong lòng nghi ngờ, tiện tay cua lấy cây búa đá ở cửa nhà rồi đi tới, quát lên từ xa, các ngươi đừng làm gì vậy, mọi người đừng sợ, Tiểu Ứng đến đây. Chương 226, Hứa Ứng người Vũ Lăng, 2. Ba người kia chỉ trỏ trỏ, thấy y đi tới là vội vàng quay người bỏ đi, chẳng bao lâu sau đã biến mất không thấy bóng dáng. Hứa Ứng cầm lưỡi búa đi đến, lão Tử thấy vậy giật nảy mình, A Ứng, ngươi định hành hung à? Hứa Ứng kinh ngạc, xưa nay lão Tử chưa bao giờ đối xử tốt với y, chẳng hiểu sao hôm nay lại đổi tính, trở nên hiền lành như vậy. Thiếu niên thầm buồn bực, ứng phó qua loa hai câu rồi bỏ đi. Ngoài thôn xóm cạnh dốc Mã Đầu, Bắc Thần Tử nói, nguy hiểm thật, lần trước chúng ta thay đổi ký ức của thôn dân trong thôn trấn xung quanh, không ngờ lại có cá lọt lưới. Nhưng cũng may phát hiện kịp thời, không gây ra tai vạ gì.
Ba người đứng trên chỗ cao quan sát Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng đã tiếp nhận thân phận mới của mình, lật thuyền, gỗ qua, tẩy rửa đáy thuyền, lúc này mới thở phào một tiếng. Phong ấn lần này không có sơ hở nào, chúng ta có thể kê cao gối ngủ rồi. Ba người nhìn nhau cười ha hả, cô gái áo đỏ cười nói, đi thôi, có thể yên tâm dưỡng thương rồi. Hứa Ứng rất quen thuộc với chuyện này, rửa thuyền sạch sẽ rồi phơi nắng, lại đi phơi lưới đánh cá. Lúc này Từ Tiến đi lễ thần về, chân hơi khập khiễng. Hứa Ứng hỏi thăm, Từ Tiến nói, bị Hà Bá trong hách thần miếu đá một cái. Hứa Ứng nổi giận, dám đá cha ta, nói đoạn xách cái rìu đá ở góc tường lên định tới liều mạng với thần linh. Từ Tiến cuống quýt ngăn y lại nói, con không muốn sống nữa à? Đó là thần linh lão gia mà thôn Dốc Mã Đầu chúng ta thờ cúng, chỉ một ngón tay thôi cũng có thể đè chết con, mau buông rìu xuống. Hắn thở dài nói, thời gian qua cứ tưởng vùng đất mới xuất hiện, quan phủ không thể tới thu thuế má, không ngờ Hà Bá lão gia lại làm nặng thêm. Vừa rồi Hà Bá lão gia nói ngài ấy muốn xây thêm một ngôi miếu, phải phụng dưỡng thêm. Chúng ta nói không có tiền, thậm chí còn không bắt được cá, thế là bị ngài ấy đá một cái. Hứa Ứng nói, con thấy Hà Bá lão gia kia chẳng qua chỉ là bức tượng đất, có bản lĩnh gì đâu, sao phải sợ hắn. Từ khi vùng đất mới xuất hiện, hắn xuống nước thì bị quái vật dưới nước ức hiếp, bị đánh mấy trận, cuối cùng không dám xuống nước nữa. Hà Bá này ức hiếp nữ nhân, cưới không biết bao nhiêu cô dâu, trong miếu cũng không chứa nổi nữa. Bây giờ lại đòi xây miếu mới, chắc là muốn cưới thêm càng nhiều cô dâu. Hắn cưới hết nữ nhân, thế thì hài nhi phải độc thân à? Cứ để con vác rìu sang đấy, bảo đảm xét chém chết hắn. Từ Tiến trừng mắt với y một cái quát, con ngang ngược quá rồi đấy. Cỡ con mà đòi cưới vợ, có bán cha của con đi cũng chẳng đủ tiền sính lễ. Rửa xong thuyền chưa? Xong rồi thì về phòng ngủ, sáng mai còn phải lên thuyền. Cha, còn chưa ăn cơm, làm sao ngủ được? Buổi tối có gì ăn không? Bao nhiêu lâu rồi không đánh cá, uống gió Tây Bắc đi. Tuy nói vậy Từ Tiến vẫn gỡ một con cá phơi khô trên tường xuống, phủi bụi, đưa cho Lỗ Tự xào rau. Ngày hôm sau, hai cha con ăn chút cháo, Lỗ Tự gói ghém đồ ăn thừa tối qua cho hai người. Lại đưa mấy cái rễ không biết của cây gì, hôm qua ta theo mấy vị tỷ tỷ lên núi đào rễ cây, gặm ngọt lắm. Đêm qua không dám cho hai người ăn, ta ăn một mình, đến giờ vẫn không chết nên đưa cho hai người lót dạ dọc đường. Hứa Ứng nhận lấy rễ cây, gặm một cái, quả nhiên rất ngọt, chẳng qua hơi nhiều bột. Từ tiếng mắng, nghiệp chướng, hai người chúng ta đã có đồ ăn cả ngày rồi, con đừng có ăn nữa. Hứa Ứng nói, con đói, thế cũng đừng ăn, đợi tối về hãng ăn. Không thì lấy đâu ra sức chèo thuyền, không về được lại làm mồi cho cá. Hứa Ứng cất vào trong khoang thuyền, Từ Tiến chống xào trúc, thuyền nhỏ lái vào nguyên giang sóng nước cuồn cuộn. Tới khi vào trong sông, một con cá lớn gấp 4-5 lần chiếc, thuyền bơi qua, suýt nữa lật đổ con thuyền. Hai cha con vội vàng ổn định chiếc thuyền, chỉ thấy con cá kia đã bơi ra xa. Thái dương dâng lên từ mặt sông, vài con chim lớn trắng như tuyết phát ra tiếng kêu cao vút, bay qua đỉnh đầu bọn họ, cánh chim như cái bóng của áng mây. Nơi này là chỗ ngoặt của sông, dòng nước rất xiết, không bắt được cá, hai cha con chèo thuyền xuôi dòng, tới nhánh sông Nguyên Giang. Nơi đó cách xa 10 dặm về phía hạ du, nước khá cạn, dòng nước cũng không xiết, sẽ có tôm cá. Hứa Ứng đứng trên mũi thuyền, vừa điều chỉnh hướng thuyền, vừa hít thở thổ nạp. Y tu luyện một môn công pháp tên là Thái Nhất Đạo Dẫn Công, nhắc tới cũng lạ, môn công pháp này như khắc sâu vào trong đầu y không biết bản thân học được pháp môn đạo dẫn này từ đâu. Ngày nào cũng luyện, luyện mãi rồi cũng có tác dụng quái gì, Từ Tiến khá khinh thường chuyện này. Hứa Ứng phân tâm trả lời, con cảm thấy rất hữu dụng, dù sao cũng rảnh rỗi, thử luyện xem sao. Cha, cha có học không, con dạy cho cha, học được thì đánh cá tốt lên hay nổi được trên nước. Từ Tiến cười nói, học làm cái gì? Hứa Ứng đành chiều theo ý hắn, tự mình tu luyện. Nhắc tới cũng lạ, hôm nay luyện khí khác với hôm qua, trên đỉnh đầu y, ánh nắng tụ thành dòng, từng luồng sáng truyền vào cơ thể y. Luồng sáng trên không trung từ từ tạo thành vòng xoáy, một số quầng sáng xoay tròn trong vòng xoáy rồi rơi vào người Hứa Ứng. Hứa Ứng tấm tắc lấy làm lạ, tới khi trèo tới hạ du thì vòng xoáy ánh sáng trên đầu y đã rất lớn, phương viên lên tới 4-5 trượng. Nếu không phải 7 năm trước ta vớt được nó trong lưới đánh cá, không khéo ta sẽ cho rằng nó là yêu quái.
Từ Tiến thấy vậy thầm nghĩ. Bọn họ lái thuyền tới hạ du, chỉ thấy có thuyền bị đâm tới mức tan tành, mấy con cá lớn đang ăn thi thể dưới thuyền. Hứa Ứng và Từ Tiến đã nhìn mãi thành quen, chèo thuyền vào nhánh sông, lại thuận theo đường sông chèo vào trong núi rừng. Từ Tiến tung lưới bắt cá, nhắc tới cũng lạ, mỗi lần tung lưới chỉ bắt được cá con lớn bằng bàn tay chứ không bắt được cá lớn. Từ Tiến mệt mỏi, bèn bảo Hứa Ứng tung lưới. Hứa Ứng tung lưới, đột nhiên chầm xuống, chiếc thuyền suýt nữa bị lật tung, một con cá lớn xuất hiện trong lưới, kéo cái lưới bơi như điên về phía trước. Hứa Ứng nắm chặt lấy lưới, không nỡ buông tay, Từ Tiến chặn ở đuôi thuyền, tránh kẻo lật thuyền. Chiếc thuyền lao về phía trước như mũi tên rời cung, Từ Tiến thầm sợ hãi, vội vàng nói, A Ứng, buông tay ra đi kéo làm mồi cho cá. Hứa Ứng coi như không nghe thấy, chỉ thấy con cá kéo thuyền đi hơn 10 dặm, vào sâu trong núi, hai bên bờ sông hoa đào nở khắp cây, cỏ xanh thơm ngát, hoa rụng rực rỡ. Hai cha con chẳng thể thưởng thức cảnh sắc, chỉ thấy con cá lớn kia kéo chiếc thuyền nhỏ đâm thẳng vào một vách đá. Từ Tiến kêu lên sợ hãi, mắt thấy sắp đâm tới mức tan xương nát thịt thì phát hiện trên vách đá có vết nứt, con cá kia kéo cả chiếc thuyền chui vào khe nứt. Rầm, con, cá kẹt trong khe, không thể động đậy. Hứa Ứng vội vàng gỡ rìu đá bên hông ra, bổ thẳng vào đầu cá. Cảnh tượng quỷ dị phát sinh, chỉ thấy khí huyết trên người con cá đột nhiên chảy vào rìu đá tỏa ra huyết quang, chiếu sáng vết nứt. Từ Tiến giật mình, bảo Hứa Ứng vứt bỏ rìu đá. Hứa Ứng không bỏ, vẫn cắm bên hông. Hai cha con kéo con cá lớn lên, cột vào cạnh thuyền. Hứa Ứng nhìn vào trong khe, chỉ thấy trong khe có ánh sáng lấp lóe. Hai cha con cho là bảo vật, bèn chui vào trong vết nứt. Từ Tiến nói, nếu tìm được bảo vật, bán đi, có thể tích tiền cưới vợ cho con rồi. Vết nứt đó đoạn đầu rất hẹp, chỉ đủ cho một người chui vào, đi được khoảng 100 bước thì trước mắt sáng sủa thông thoáng. Ở một đằng khác, thôn Dốc Mã Đầu, mặt sông đột nhiên dâng lên, cá lớn bơi ào ào trên mặt nước, nhảy rầm rầm lên trên, có con nhảy cao tới 10 mấy trượng, cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp. Bên bờ sông, các thôn dân vẻ mặt hoảng sợ không dám động đậy, dồn dập nhìn sang, chỉ thấy trên mặt sông có một con rắn khổng lồ đang trườn tới. Trên đầu con rắn mọc ra hai sừng trắng đen, hai cái sừng dài tới 3-4 trượng, toàn thân đầy ánh vẩy, phản chiếu ánh sáng thành cầu vồng 7 màu, cực kỳ rực rỡ. Con rắn này như thần linh viễn cổ, lẳng lặng đứng đó thôi mà tự có khí thế chấn nhiếp mọi người, tư thế trườn tới chậm rãi yêu nhã, khiến quái ngư dưới sông kinh hãi nhảy nhót không ngừng. Trên đầu con rắn khổng lồ còn có một quả chuông, đón ánh nắng hô hấp thổ nạp, lúc lớn, lúc nhỏ. Trên nóc chuông còn một nha đầu hơn 10 tuổi, xắn ống tay áo, dung mạo xinh xắn, mặt mày tinh xảo như ngọc, ánh mắt như sao, làn da trắng như tuyết phớt chút hồng của bé gái. Cô bé kia nói, ta phát hiện lưỡi rìu ở gần đây, nhưng không biết vì sao lại biến mất. Con rắn há miệng nói tiếng người, âm thanh như sấm, ầm ầm chấn động, lan truyền trên mặt nước, Thiên Thiên lão tổ, cảm ứng của ngươi có chính xác không đấy? Chúng ta đã tìm mấy tháng rồi mà vẫn không thấy. Con rắn liếc mắt thấy trên bờ có người, bèn nói, ta lên bờ hỏi thử. Quả chuông nói, thất gia, ngươi dịu dàng một chút, đừng hù dọa người ta. Ta sẽ chú ý. Con rắn trườn tới, đi lên bờ, vừa mở miệng là cát bay đá chạy, nho nhã lễ phép nói, các ngươi đừng có chạy, đừng có la, ta không phải yêu quái ăn thịt người đâu. Này, sao ngươi dám dội máu chó vào ta? Ong! Tiếng chuông vang lên, đánh thức đám người đang sợ phát điên. Ngoan thất ho khan một cái, dò hỏi, các ngươi có gặp một thiếu niên tên Hứa Ứng không? Cao cao gầy gầy, làn da hơi đen. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 227, ta muốn trời này không che được mắt ta. 1. Cuối cùng thôn dân ở Dốc Mã Đầu cũng bình tĩnh lại, từng người ngoan ngoãn đứng đó, không dám nhúc nhích, cho dù là thần linh Hà Bá cưới 10 mấy thê tử cũng run lẩy bẩy, không dám thở mạnh một tiếng. Ngoan thất hỏi, xong, thầm mừng rỡ, cười nói, quả nhiên A Ứng ở đây. Quả chuông và Trúc Thiền Thiền đều lo lắng, quả chuông nói, mấy người này còn nói A Ứng đã sinh sống ở đây 7 năm, có thể thấy đám người Bắc Thần Tử đã bóp méo trí nhớ của họ. Trí nhớ của bọn họ đã bị thay đổi, có lẽ trí nhớ của A Ứng cũng bị thay đổi. Ngoan thất nói, thay lại là được. Trúc Thiền Thiền lắc đầu,
rất khó. Cho dù có thay lại thì cũng là trí nhớ giả tạo, trừ phi mở phong ấn. Như phong ấn của Hứa Ứng, cô khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay cô đi theo Quả Chuông và Ngoan Thất hối hả ngược xuôi, dần dần hiểu được đôi chút về thân thể Hứa Ứng. Đoán được trí nhớ của bị người khác phong ấn, nhưng thời gian phong ấn cực kỳ xa xưa, số lần phong ấn cũng nhiều tới mức khó lòng tưởng tượng. Sau mỗi lần phong ấn, đối với Hứa Ứng đều là một cuộc sống mới, sống một kiếp khác. Muốn mở phong ấn cỡ này cần phải bắt được ba người Bắc thần tử trước đã, chỉ e độ khó cao tới mức không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa cho dù bắt được ba người Bắc thần tử thì đã sao? Ba người Bắc thần tử chẳng qua chỉ là chó canh cửa mà thôi, sau lưng còn có nhân vật càng đáng sợ. Những kẻ này là ai? Trúc Thiền Thiền còn không dám nghĩ tiếp. Thiền Thiền, ngươi ở lại đây đợi xem A Ứng có về không. Ta và Ngoan Thất tìm xung quanh xem. Ngoan Thất đề nghị. Trúc Thiền Thiền đồng ý, Quả Chuông và Ngoan Thất chia ra tìm kiếm. Hứa Ứng và Từ Tiến nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy trong núi này còn có thiên địa khác, đường đi lối lại rõ ràng, phòng ốc nghiêm chỉnh, người đến người đi, chỉ có điều trang phục mang phong cách cổ. Hai cha con tấm tắc lấy làm lạ, cư dân trong núi thấy bọn họ cũng kinh hãi, tiến tới hỏi thăm bọn họ từ đâu đến. Hứa Ứng thuật lại chuyện mình đuổi bắt cá. Từ Tiến cực kỳ kích động nói, nơi này là đảo Hoa Nguyên. Ta nghe lão tổ tông nói lúc trước có người đánh cá đi nhầm vào rừng núi Vũ Lăng, tới đảo Hoa Nguyên. Bên trong là người lánh nạn từ thời Tổ Long, chẳng lẽ là nơi này? Những cư dân kia liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lắc đầu, nơi này là cõi âm, chúng ta là người chết. Hai người sợ hết hồn, nhưng đám quỷ kia tâm địa không xấu. Một ông lão nói, hai cõi âm dương liên kết. Giới hạn sinh tử mơ hồ, có lẽ các ngươi thông qua khe hở giữa hai cõi âm dương đi vào nơi này, cứ theo đường cũ là về được. Từ Tiến cám ơn, đang định đi ngược theo đường cũng thì có một giọng cười nói, ngươi là Hứa Ứng. Hứa Ứng quay đầu lại, thấy một quỷ thần đi tới, quỷ thần kia thân thể cao lớn, mặt ngựa thân người, toàn thân bao phủ bởi khí hương hỏa. Lỗ mũi phun ra từng ánh lửa, quan sát Hứa Ứng từ trên xuống dưới, đột nhiên cười ha hả, nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi bắt rắn ở Linh Lăng, Hứa Ứng. Đám quỷ vừa rồi thấy vậy bị dọa tới mức hồn vía lên mây, nhao nhao quỳ xuống đất, miệng gọi lão ra. Hứa Ứng ngẩng đầu lên nói, ta là Hứa Ứng, chẳng qua không phải người bắt rắn ở Linh Lăng, mà là người đánh cá ở Vũ Lăng. Ngươi nhận ra ta à? Quỷ thân mặt ngựa cầm một quỷ hồn lên, ném vào trong miệng nhấp nháp, cười nói, ngươi vi phạm thiên điều, giết mệnh quan âm đình. Âm đình ra lệnh truy nã có thưởng, chân dung của ngươi đã tới tay tất cả mọi quỷ thần trong thần châu. Làm sao ta lại không nhận ra ngươi được? Từ Tiến vội vàng lao tới, cười xoa nói, thần linh lão gia nhận lầm người rồi, A Ứng là 7 năm trước ta nhặt được trong lúc đánh cá, còn chưa ra khỏi Vũ Lăng bao giờ, sao lại đến Linh Lăng được? Quỷ thần mặt ngựa ánh mắt lạnh lùng nói, hắn tạo phản làm loạn, giết chết bao nhiêu thần linh, tưởng rằng trốn từ Linh Lăng tới Vũ Lăng là có thể coi như không có chuyện gì xảy ra chắc. Hắn chỉ tiết ra một chút khí tức thôi đã khiến Từ Tiến sợ hãi, trái tim đập thình thịch loạn xạ, môi miệng khô khốc, che chở Hứa Ứng lùi lại phía sau, cười làm lành, thần linh lão gia nhận lầm người rồi. Quỷ thần mặt ngựa giơ tay ra tóm lấy hắn, cười lạnh nói, ồn ào. Ta vốn không muốn bắt ngươi, ngươi lại 5 lần 7 lượt ngăn cản ta, tưởng ta không dám ăn thịt người chắc. Từ Tiến dãy dụa không ngừng nhưng không thể thoát được, bị bóp tới mức mặt mày đỏ ửng, không khí trong ngực cũng bị ép ra ngoài, khàn giọng nói, A Ứng, con mau đi. Con mắt hắn lồi ra, nói không nên lời. Thần linh mặt ngựa mở to miệng, nhét Từ Tiến vào trong miệng, nói, thi thoảng ta rời cõi âm, ăn 1-2 bữa thịt, ngươi khiến ta phát thèm. Liếm hồn phách có độc tình là thơm ngọt nhất. Đột nhiên một tiếng voi hú vang lên, thần linh mặt ngựa chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh hùng hồn đánh tới, đập lên hông mình, hất ngã thân hình khổng lồ của hắn. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, đã thấy thân thể bé nhỏ của Hứa Ứng nhảy lên, giơ chân quét tới, đá ngay cánh tay vừa bắt Từ Tiến. Khí huyết của thiếu niên bùng lên, gần như sôi trào, lan tỏa từ cơ thể, hình thành tượng vương thần cao tới 2 trượng, liên kết với sát khí của y. Tượng vương thần quất vòi, trùng điệp với cước của Hứa Ứng, bộc một tiếng đá tới mức cánh tay quỷ thần mặt ngựa tê dại, bất giác thả Từ Tiến ra. Ngay khoảnh khắc này, quỷ thần mặt ngựa nhìn lên ấn đường của Hứa Ứng thấy hình như có thứ gì đó, có vẻ là một tia sáng, lại như sấm sét trên bầu trời. Luồng sét này đánh lên lưu trên ấn đường của thiếu niên, hiện lên dưới làn da,
từ từ trở nên rõ ràng. Hứa Ứng hạ xuống đất, nắm lấy Từ Tiến đang không biết làm sao, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, la lớn, cha, đi mau. Hai cha con vội vàng thoát thân, chạy tới khe núi. Sau lưng bọn họ, thần linh mặt ngựa nhảy lên, thấy thế cười lạnh một tiếng, khí hương hỏa hóa thành từng thanh phi kiếm, xe gió chém về phía hai người Hứa Ứng Từ Tiến. Thiên tử âm đình có lệnh, bắt Hứa Ứng, có thể không bắt sống. Hắn cười ha hả nói, thế thì ta sẽ ăn thịt ngươi, lưu lại hồn phách trở về giao nộp. Tốc độ của mấy luồng kiếm khí cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã tới sau lưng Hứa Ứng. Ý, huyết của Hứa Ứng vận hành theo lộ tuyến nào đó không rõ, không cần nghĩ ngợi gì trực tiếp thi triển quyền pháp tượng lực ngưu ma quyền, quyền cước va chạm với kiếm khí kia. Kiếm khí sao động, khiến thiếu niên chấn động tới mức liên tục lùi lại phía sau, trượt xa vài trượng, nhưng y đã ngăn được toàn bộ thế công của kiếm khí. Từ Tiến ngây người, A Ứng, sao con biết mấy cái này? Hứa Ứng thi triển một loạt động tác sau đó cũng không nhịn được ngây người, đúng vậy, sao ta lại biết mấy cái này? Phi kiếm hương hỏa lại đánh tới, tốc độ lần này còn nhanh chóng hơn, uy lực mạnh mẽ hơn, không chỉ đánh về phía y mà còn đánh cả Từ Tiến. Quỷ thần mặt quỷ nhận ra y đang bảo vệ Từ Tiến, biết nhược điểm của y, vì vậy ra tay cả với Từ Tiến. Tia sét lóe lên trên đầu Hứa Ứng, không cần nghĩ ngợi, chỉ thấy kiếm khí trên đầu ngón tay xé gió bắn ra, mấy luồng kiếm quang hiện lên, chặt đứt phi kiếm hương hỏa. Sao ta lại biết phi kiếm? Chương 228, ta muốn trời này không che được mắt ta, 2. Hứa Ứng ngơ ngác, lại thấy luồng kiếm khí của bản thân bắn ra ầm ầm, tới lui như ánh điện, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Y giơ tay chạm vào luồng kiếm khí, đột nhiên kiếm khí hoàn nguyên thành khí huyết, chui vào cơ thể y như làn khói, biến mất không còn tăm hơi. Quỷ thân mặt ngựa nổi giận, lao thẳng tới, quát lớn, định trốn à, đừng hòng. Hắn điều động tu vi bản thân, khí hương hỏa dày đặc hiện lên, tạo thành hai cánh tay phía sau hắn, tổng cộng bốn cánh tay. Mỗi cánh tay lại nắm lấy khí hương hỏa, biến khí hương hỏa thành trường đao dài trượng 6 trượng 7. Thần linh mặt ngựa sải bước, bốn cánh tay vung lên, ánh đao như giải lụa, cuốn lên gió rít ngập trời, bao phủ khắp nơi. Hứa Ứng che chở cho Từ Tiền lùi lại phía khe nứt, mắt thấy không ngăn cản nổi, thân thể không hề nghĩ ngợi đột nhiên cúi về phía trước. Lao đi như long xà, trong đầu bỗng vang lên âm thanh kỳ diệu, huyền ảo tới cực điểm, dẫn dắt khí huyết của y. View. Hứa Ứng đẩy hai tay ra, long xà uốn lượn, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Long xà khổng lồ cuốn thần linh mặt ngựa lên không trung, bay đi gần trăm trượng, đụng vào vách đá, hóa thành một đống thịt nát. Hứa Ứng ngây dại, nhìn hai tay mình, khó là tin nổi. Từ Tiến đứng sau lưng y cũng không nhịn được ngây người, lẩm bẩm, A Ứng, rốt cuộc còn là cái gì? Hoa văn hình tia sét trên trán Hứa Ứng từ từ phai nhạt, vội vàng nói, cha, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Ầm ầm. Ngọn núi sau lưng bọn họ chấn động kịch liệt, Hứa Ứng vội vàng xoay người, chỉ thấy ngọn núi khép lại, khe hở cũng biến mất không còn tăm hơi, sóng khí cuồn cuộn hất tung hai người. Thuyền của chúng ta. Trên không trung, Hứa Ứng vội vàng ôm lấy Từ Tiến, nghĩ tới chiếc thuyền và con cá còn trong khe nứt, trong lòng không khỏi lạnh buốt. Xong rồi, sau này ăn gì đây? Y đỡ Từ Tiến hạ xuống đất, đột nhiên phát hiện sau lưng có dị động, vội vàng xoay người, chỉ thấy không biết từ lúc nào đã có gần trăm thần linh cao, lớn xuất hiện sau lưng bọn họ. Có kẻ như thành hoàng trong miếu thành hoàng, có kẻ như hung thần trong chùa miếu, lớn lớn nhỏ nhỏ, tư thế khác nhau. Thần linh cầm đầu cao ba trượng, khí tức cũng là cường đại nhất, toàn thân lấp loáng ánh kim, khí hương hỏa hùng hậu quấn quanh người, tiếng vạn dân tụng niệm không ngừng vang lên. Đào phạm âm đỉnh Hứa Ứng, không ngờ ngươi trốn ở đây. Thần linh kim thân kia cười ha hả, đúng là đi mòn gót sắt không tìm được, đến lúc thấy lại chẳng mất công. Đúng là trời cao ban công lao cho thông phán Vũ Lăng ta. Thần linh kim thân chính là thông phán của Vũ Lăng quận, quan lớn một cõi của âm đỉnh, khí hương hỏa dày đặc, có đạo hạnh ngàn năm. Nhận được tin Hứa Ứng xuất hiện ở Vũ Lăng nên lập tức dẫn người tới nơi, cuối cùng cũng chặn được Hứa Ứng trước khi y rời khỏi cõi câm. Từ Tiến quỳ sụp xuống, khấu đầu lia lại với các đám quỷ thần thông phán Vũ Lăng, dập đầu tới mức vỡ đầu chảy máu, hô to, các vị thần linh lão gia, cho hai người chúng ta một con đường sống. Ta xin dập đầu với ngài, dập đầu mà có tác dụng thì còn cần thiên điều làm gì. Thông phán Vũ Lăng không buồn nhìn hai một cái, xua tay nói, bắt tên Hứa Ứng lại,
áp giải tới âm đỉnh lĩnh thưởng. Sau lưng hắn, từng quỷ thần lao ra, nhào về phía Hứa Ứng từ tiến. Hứa Ứng siết chặt nắm tay thành quyền, nhìn đám quỷ thần mạnh mẽ vô biên đang lao tới, không khỏi tức giận la lớn, ta đã làm sai điều gì? À. Kinh lực toàn thân hắn bộc phát, ngửa mặt lên trời hét lớn, ngũ tạng trong cơ thể chấn động, khu vực Hy Di trải rộng, huyền quan hắc thiết ầm ầm khai mở, nước thiên hà chảy ngược. Hứa Ứng đón đầu một thành hoàng đang lao tới, đấm ra một quyền, theo quyền này đánh ra, đạo âm như chuông đồng ngân vang, khiến uy lực chiêu thức của y tăng vọt. Đó là nguyên dục bát âm vang vọng, kích thích mọi nơi trong thân thể hồn phách của y, điều động uy năng không gì sánh nổi. Vị thành hoàng này bị một quyền của y đánh cho gãy xương cánh tay văng ra, kim thân bị phá, khí hương hỏa trên người cũng bị hủy diệt phân nửa. Những quỷ thần khác lao tới, tấn công từ khắp các phương hướng. Chỉ thấy sau lưng Hứa Ứng hiện lên một khoảng trời xanh, xoay tròn, cửu giã toàn thư thu hết sức mạnh của quỷ thần vào trong na thuật thần thông. Sau đó chiêu pháp biến đổi, hóa thành thế tượng kiểu kính, thân như hư không, hóa giải toàn bộ công kích. Trên không trung của cõi âm, sấm sét đã đan xen từ lúc nào chẳng hay, giáng xuống theo ấn quyết của Hứa Ứng, đánh tan một gã thành hoàng. Giữa sấm sét vang dội có kiếm quang lấp lóe, xuyên qua ấn đường của một thần linh mặt ngựa, tiếp đó trường kiếm đám xuống, đột nhiên kiếm quang bùng lên, chém đôi một quỷ thần khác từ đầu đến chân. Thân hình nho nhỏ của Hứa Ứng xuyên qua giữa sấm sét, long xà quấn quanh người, bay qua lượn lại, rầm rầm rầm, đẩy lùi từng vị thần linh kim thân. A, à, hoa văn hình tia sét trên ấn đường của y sáng rực lên, đột nhiên sau đầu hiện lên một khoảng hỗn độn hải, từng tòa động thiên xoay tròn hiển hiện. Vết thương trên người y nhanh chóng khôi phục, giơ tay xuất ấn nghênh tiếp thần thông của một quỷ thần khác. Chỉ thấy trong trường ấn của y hiện lên dị tượng Vạn Sơn Tôn Cửu Nghi, trực tiếp đánh tan cả quỷ thần lẫn thần thông của hắn thành mây khói. Máu tươi của quỷ thần dội xuống như mưa phùn, bắn tung khắp nơi, tứ chi bay tứ tung. Ầm. Bàn tay Hứa Ứng đỡ lấy trưởng của Thông Phán Vũ Lăng, bị chấn động tới mức ngã ngược lại đằng sau. Thông Phán Vũ Lăng quát lên chói tai, điều động khí hương hỏa ngàn năm, trưởng xuất như núi, đánh cho Hứa Ứng không ngừng lui lại phía sau. Hoa văn sấm sét trên ấn đường Hứa Ứng phát sáng rực rỡ, đột nhiên lại có một tiếng nổ vang lên. Một biển lửa hiển hiện sau lưng, bí tàng giáng cung khai mở, hai đại động thiên yển nguyệt như yển nguyệt lô, châm lửa tâm hỏa. Khí tức của Hứa Ứng tăng vọt, chặn đứng thế công của Thông Phán Vũ Lăng. Ầm ầm. Sấm sét trên bầu trời giáng xuống, soi sáng bốn phương, xung quanh là núi thây biển máu, từng thi thể thần linh khổng lồ đổ rạp. Bàn tay của Hứa Ứng và Thông Phán Vũ Lăng giằng co, ai nấy tăng cường tu vi tới cực hạn. Đột nhiên sấm sét trên mi tâm Hứa Ứng từ từ phai nhạt, nhưng kèm theo hoa văn sấm sét ảm đạm, sau lưng y lại có huyền hoàng khí dâng lên, một tòa động thiên hoàng đình mở rộng. Trong mắt Hứa Ứng lấp lóe thần quang, đó là thần thức đang thức tỉnh. Thông Phán Vũ Lăng thầm hô không ổn, trên trán đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên dưới nách lại có hai cánh tay mọc ra, là do khí hương hỏa tạo thành, đấm rầm rầm hai quyền, đập bay Hứa Ứng. Hắn không thừa thắng xông lên mà xoay người chạy tới bên cạnh Từ Tiến, giơ tay bắt lấy Từ Tiến, thầm nghĩ, bắt tên này làm con tin trước đã. Nhưng ngay lúc này một ánh sáng như tuyết lóe lên, Thông Phán Vũ Lăng ngẩng đầu, chỉ thấy Hứa Ứng hai tay nắm một cây rìu đá lớn nhảy từ trên không trung xuống. Thông Phán Vũ Lăng bị nhát rìu này bổ đôi, đứt thành hai mảnh. Hứa Ứng cầm rìu hạ xuống đất, chậm rãi đứng thẳng dậy, không trung cũng từ từ sáng sủa. Lúc này Từ Tiến mới phát hiện bản thân đang trong vũng máu, đâu đâu cũng có tay cụt chân đứt, chỉ riêng bàn tay bàn chân rải rác dưới đất đã to cỡ người mình. A Ứng, ngươi có thật là A Ứng không? Từ Tiến lẩm bẩm. Con không biết nữa. Hứa Ứng ngơ ngác, cắm rìu đá vào bên hông. Y vịn Từ Tiến dậy, đi về phía vách núi. Tới trước vách núi, y rút rìu ra, bổ xuống, vách núi nứt ra, hai người máu me đầm đìa đi ra ngoài. Thuyền đánh cá đã vỡ nát, con cá lớn cũng bị ép thành đống thịt vụn. Hai cha con lội nước ra ngoài, nước không tới ngực, cuối cùng cũng ra khỏi khe nứt này. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, trong lòng Hứa Ứng hơi động, đỡ Từ Tiến lên, nguyên khí lưu chuyển dưới chân, thân hình hai người từ từ nổi lên, đứng trên mặt nước. Hứa Ứng đỡ hắn ra ngoài, đi tới giữa rừng đào. A Ứng, có nhận ra ta không? Sau lưng y vang lên giọng nói quen thuộc, Hứa Ứng quay, đầu lại, chỉ thấy một con rắn lớn ngóc đầu lên giữa rừng đào, hết sức quen thuộc. Trong đầu Hứa Ứng hiện lên một cái tên, y chần chừ một chút rồi hỏi,
Ngươi là Thất Gia. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 229: Phá giải bí ẩn lục bí 1. Thôn Dốc Mã Đầu, Hứa Ứng ngoan ngoãn ngồi xuống, bị Lỗ Tự ấn đầu, dội từng gáo nước lên trên, giúp y rửa vết máu dính trên đầu tóc. Cả đời này ta vẫn gội đầu giúp nó như vậy, gội suốt 7 năm, sao nó lại không phải con của ta được? Lỗ Tự vừa nói vừa rơi nước mắt. Các thôn dân cũng cầm xiên gỗ, màn thầu, dao phay các thứ tới, ngăn không cho Ngoan Thất, Quả Chuông và Trúc Thiền Thiền mang Hứa Ứng đi. Tuy bọn họ cực kỳ yếu ớt, cũng hết sức sợ hãi con rắn khổng lồ, nhưng vẫn đánh bạo đứng ra. Lỗ Tự gội đầu cho Hứa Ứng, lau nước mắt, nức nở nói, sao lại không phải con của ta được. Hứa Ứng ngồi dậy nói, mẹ, có lẽ con không phải con của mẹ thật. Con có thể nhớ loáng thoáng một số chuyện, con nhớ con rắn này họ Ngưu, tên Ngoan Thất, con từng cùng hắn vào sinh ra tử, trải qua rất nhiều chuyện. Còn có Ngài Chuông, trong đầu con vẫn có một số hình ảnh, là nó liều mạng che chở cho con. Trúc Thiền Thiền lộ vẻ mong chờ, còn lão tổ ta nữa. Hứa Ứng chần chừ một chút, ngươi là cô dâu nuôi từ bé của ta à? Trúc Thiền Thiền nổi giận, đấm hai quyền lên đầu hắn, ngươi nằm mơ đi, nghĩ cái quái gì đấy? Hứa Ứng nói, chẳng trách ta không có ấn tượng về ngươi, nếu là cô dâu nuôi từ bé thì chắc chắn phải có ấn tượng chứ, ta nhớ còn có một cô bé thích được ta nếm vị son. Y cố gắng suy nghĩ, cô nhớ lại tên của cô bé, hưng phấn nói, ta nhớ ra rồi, tên là Nguyên Vị Ương. Ta thích nếm son trên môi cô ấy. Ngoan Thất và Quả Chuông liếc mắt nhìn nhau, mặt mày lo lắng. Quả Chuông nhỏ giọng truyền âm, hắn tưởng Nguyên Vị Ương là nữ, nhưng cũng là chuyện tốt, dù sao cũng nhớ được một số chuyện. Lỗ Tự lau nước mắt, nhìn Từ Tiến không nói gì. Trưởng thôn đứng trong đám người lớn tiếng nói, mẹ A Ứng, chỉ cần ngươi nói một câu thôi, chúng ta có liều mạng với con yêu quái này cũng phải giữ bé Ứng ở lại. Đột nhiên tiếng chuông chấn động, du dương vang vọng, thả ký ức bị phong ấn trong đầu mọi người ra ngoài. Những người này chỉ là phàm nhân, phong ấn trí nhớ mà ba người lão già u sầu lưu lại trong đầu bọn họ không mạnh, Quả Chuông có thể dễ dàng phá vỡ những phong ấn này. Trí nhớ của các thôn dân ập tới, chẳng bao lâu sau đã có người nhớ ra 3 tháng trước có 3 người hình thù quái lạ dẫn Hứa Ứng tới thôn. Khi đó các thôn dân vốn không quen biết Hứa Ứng, nhưng chẳng mấy chốc ai ai cũng biết y. Hơn nữa mỗi người đều biết 7 năm trước Từ Tiến dùng lưới đánh cá cứu được Hứa Ứng ở dưới sông. Từ đó trở đi, tất cả mọi người đều biết Hứa Ứng đã sinh sống trong thôn 7 năm, cũng biết quê quán Hứa Ứng là khu đất Hứa Gia, từng phát sinh hỏa hoạn. Nhưng bây giờ trí nhớ của bọn họ đã được giải tỏa, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi Hứa Ứng. Rốt cuộc thiếu niên này là cái gì? Vì sao sau khi hắn tới thì trí nhớ của các thôn dân đều thay đổi? Trí nhớ của Từ Tiến và Lỗ Tự cũng thức tỉnh, hai vợ chồng ôm lấy nhau, nhìn Hứa Ứng với vẻ sợ hãi. Tức là, con thật sự không phải con trai của hai người, phải không? Hứa Ứng âm thầm buồn bã, mỉm cười hỏi họ. Hai vợ chồng lắc đầu. Cánh mũi Hứa Ứng giật giật, nước gội đầu hôm nay hơi lạnh, y thầm nghĩ. Có lẽ y bị lạnh, sống mũi cay cay. Lỗ Tự chần chừ, không nói gì. Hứa Ứng nhìn bọn họ, khóe miệng giật giật. Trí nhớ của Lỗ Tự và Từ Tiến khôi phục, biết y không phải là con trai của mình, cũng không sinh sống với bọn họ. Thế nhưng trí nhớ của Hứa Ứng vẫn không hề thay đổi, y vẫn mang trong lòng tình cảm sâu đậm đối với hai người. Trong trí nhớ của y, vẫn còn lưu lại hình ảnh bọn họ cùng sinh sống 7 năm ròng. Đối với y, bọn họ vẫn là cha mẹ. Hứa Ứng tung người lên, hạ xuống mặt sông, vung ống tay áo, từng con cá lớn không khống chế được thân mình, văng lên trên sông. Đống cá này đủ cho cư dân trong thôn Dốc Mã Đầu sinh sống một thời gian. Trúc Thiền Thiền lấy một viên linh đan ra, hòa vào trong nước giếng nói, đợi linh đan tan hết, vợ chồng các ngươi lấy nước giếng uống là có thể mang thai đứa con của mình. Ngoan Thất bơi vào nguyên giang, Quả Chuông bay tới chui vào sau đầu Hứa Ứng. Ngoan Thất lặn xuống nước, đột nhiên ngóc đầu nâng Hứa Ứng lên, bơi về phía đông. Lỗ Tự và Từ Tiến đưa mắt nhìn theo họ đi xa, trong lòng thoáng buồn bã. Cuộc sống ở thôn Dốc Mã Đầu lại khôi phục yên bình, chuyện thôn dân gặp yêu quái đã biến thành đề tài bàn tán của họ trong lúc rỗi rãi, nhưng câu chuyện còn chưa kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Lỗ Tự kêu lên sợ hãi, Từ Tiến vội vàng ra ngoài,
chỉ thấy trong sân nhà mình có thêm một chiếc thuyền mới. Lại mấy hôm sau, hai vợ chồng vừa ngủ dậy, trước sân nhà lại có một con cá lớn dài 2-3 trượng. Cá mấy hôm trước còn chưa ăn xong, hai vợ chồng bèn đem cá ra chợ bán. Lại mấy hôm nữa, không biết vì sao trong sân lại có thêm một con cá lớn. Nhà họ thường xuyên có cá lớn xuất hiện một cách khó hiểu, có người nói yêu quái tên Hứa Ứng trở về báo ân. Cuộc sống của hai vợ chồng Từ Tiến dần dần thoải mái hơn, không bao lâu sau Lỗ Tự có bầu, người trong thôn uống nước giếng, thân thể cũng khỏe mạnh hơn, không bệnh tật gì. Sau 3 tháng, mùa thu tới, Từ Tiến nói với Lỗ Tự, mấy hôm nay đứa con trai yêu quái của chúng ta không tới đưa cá. Lỗ Tự nói, chúng ta nuôi nó 3 tháng, nó đã đền ơn xong, bây giờ ân oán đã hết, vợ chồng mình cũng có con, nó cũng nên buông bỏ. Từ Tiến gật đầu, lên thuyền đánh cá như thường. Nhắc tới cũng lạ, chiếc thuyền mà đứa con yêu quái đưa hắn cực kỳ vững vàng, cho dù trên sông có sóng to gió lớn ra sao, chiếc thuyền vẫn vững như đá tảng. A Ứng không phải yêu quái như bọn họ nói, nó là người, có trái tim. Hắn thầm nhủ trong lòng, Vô Vọng Sơn, Hứa Ứng chạy bất kể ngày đêm, từ Vũ Lăng trở lại đây. Mấy ngày qua, nửa đêm y lại lén lút ngự kiếm bay đi, lướt cả ngàn dặm trong bóng tối, chạy tới Vũ Lăng, tiếp đó trước khi trời sáng lại trở về Vô Vọng Sơn. A Ứng, ngươi đã báo đáp ân tình, sau này không phải đi nữa. Quả Chuông chờ y ở trên núi, thấy y bụi bặm mệt mỏi trở về, bèn nói, ngươi là luyện khí sĩ, bọn họ là phàm nhân. Đối với luyện khí sĩ thì chỉ là sóng gió nho nhỏ, đối với phàm nhân lại là tai họa ngập đầu, đừng làm liên lụy tới bọn họ. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị nói, ngài Chuông nói đúng, ta sẽ không đi nữa. Ngoan Thất Trườn tới, dò hỏi, A Ứng, tu vi của ngươi đã cao hơn lúc trước, có nhớ lại chuyện hồi xưa không? 3 tháng qua Hứa Ứng tu luyện trên Vô Vọng Sơn, tu vi đã khôi phục, còn tiến bộ thêm một bước, cách khấu quan kỳ tầng thứ tư càng lúc càng gần. Những ngày này, thi thoảng trong đầu y lại hiện ra vài hình ảnh, có cuộc sống ở khu Dụng Tưởng Gia. Lại có cảnh chạy trốn cùng Ngoan Thất và Quả Chuông, còn có gương mặt Nguyên Vị Ương, tình cảnh Chu Tề Vân độ kiếp. Nhưng từ đầu đến cuối, y vẫn không thể sâu chuỗi những hình ảnh này lại, không thể nhớ lại triệt để những chuyện xưa. Trúc Thiền Thiền trở thành cô nhóc choai choai, khí sắc phiêu giật như tiên nữ, tu vi thâm hậu mạnh mẽ. Cô mặc quần áo của Quách Tiểu Điệp, đúng như lời nói trước đây, quần áo của Quách Tiểu Điệp hơi nhỏ với cô. Chắc lần trước trí nhớ được giải tỏa, hắn âm thầm giấu giếm một phần lực lượng, dùng nó đối kháng với phủ văn phong ấn, khiến phong ấn có sơ hở. Chương 230, phá giải bí ẩn lục bí, 2. Thiếu nữ tràn ngập sinh khí thanh xuân, giơ tay kéo áo ngực lên, tránh cho áo trễ quá, lại cúi người đi tới trước mặt Hứa Ứng, quan sát mi tâm Hứa Ứng. Quả nhiên trên mi tâm Hứa Ứng có một hoa văn hình tia sét, chẳng qua nó cực kỳ mờ nhạt, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được. Cô gần như dán sát mặt Hứa Ứng, vừa quan sát hoa văn tia sét, vừa tồn tưởng, ghi chép chuyển hóa hoa văn tia sét thành đạo tượng. Vừa nói, hoa văn tia sét này chắc là manh mối mà hắn lưu lại trước khi mất trí nhớ. Ta nghi ngờ ngay khoảnh khắc phong ấn được mở, hắn đã chuẩn bị cho việc bị phong ấn lại. Hứa Ứng ngoan ngoãn ngồi đó, bị hơi thở của cô thổi vào mặt, gương mặt đỏ lên, vội vàng rời ánh mắt đi, hỏi, Thiền Thiền, ngươi luyện hóa bao nhiêu tiên dược trong cơ thể rồi? Mới luyện hóa một chút. Trúc Thiền Thiền nói đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn y với vẻ ngạc nhiên, la lên thất thanh, ngươi nhớ ra ta rồi à? Hứa Ứng gật đầu nói, vừa rồi ta từ Vũ Lăng trở về, đột nhiên nhớ được một chút. Vì sao tu vi của ngươi lại trì trệ như vậy? Theo lý mà nói, ngươi nên luyện hóa tiên dược trong cơ thể. Ta muốn kìm hãm tu vi, lại tu luyện na pháp, rồi lại thống nhất pháp môn luyện khí và na pháp. Trúc Thiền Thiền thở dài nói, ta phát hiện hình như tiên dược mà ta trộm được từ đâu xuất cũng không đủ chèo chống cho ta thành tiên. Pháp môn luyện khí trong thời đại của ta không phát hiện ra thân thể lục bí, còn tiên dược mà ta trộm được từ đâu xuất cũng chỉ có thể tăng cường tâm lực tới cấp độ tiên nhân. Cho dù ta luyện hóa toàn bộ tiên dược cũng không chống nổi thiên kiếp. Cô ưỡn thẳng người, ánh mắt nhấp nháy nói, trong thời gian ngươi biến mất, ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định phải mở thân thể bí tàng, na khí kiêm tu. Chẳng qua khi tu vi của ta lên tới cảnh giới trùng lâu lại đột nhiên phát hiện ra một việc. Sắc mặt cô rất nghiêm nghị, nói, ta không mở được thân thể bí tàng. Hứa Ứng cười nói, ngươi không có thuật tầm long định vị,
đương nhiên không thể mở thân thể bí tàng. Trúc Thiền Thiền lắc đầu nói, ngươi ném mấy quyển sách về thuật tầm long định vị trong bụng con rắn, ta vào trong đó lúc nào chẳng được, cũng đọc hết đống điển tịch đấy rồi. Ta cũng là người tư chất thông minh, tìm ra mấy bí tàng không khó. Nhưng sau khi tìm ra bí tàng ta vẫn không mở được, Hứa Ứng không hiểu chút nào. Trúc Thiền Thiền ngồi kết bằng, sau lưng hiện lên một cô nương trưởng thành, chính là ngọc trì của cô, mang theo thần quang lấp lánh, uy nghiêm khó tả, giơ tay kéo tay Hứa Ứng. Hứa Ứng chỉ cảm thấy thân thể hơi động, bất giác bay lên theo cô. Y cúi đầu nhìn lại, thấy dưới đất vẫn còn một bản thân khác, bản thân kia lấp lánh ánh sáng, cực kỳ chói mắt. Á, kéo sai mất rồi, sao lại kéo thân thể ra? Trúc Thiền Thiền phiền muộn nói, đẩy Hứa Ứng xuống, bắt lấy cánh tay của hồn phách Hứa Ứng, từ từ bay lên, chui vào thân thể bản thân. Thân thể Hứa Ứng ngã ngồi dưới đất, không hề nhúc nhích. Hai người đi tới hỗn độn hải trước tiên. Cho dù hồn phách Hứa Ứng rất mạnh mẽ, nguyên thần của Trúc Thiền Thiền cũng không yếu, nhưng vẫn bị hỗn độn hải đang dâng trào mãnh liệt chấn nhiếp. Chỉ thấy hỗn độn hải này lớn hơn hỗn độn hải của Hứa Ứng vô số lần, hỗn độn nê hoàn thì như một viên thiên châu, chấn thủ chính giữa hỗn độn hải. Ánh mắt hai người nhìn vào đó, lập tức có cảm giác thiên địa vặn vẹo, không ngừng rơi xuống hỗn độn thiên châu, cực kỳ khó chịu. Ngọc trì của Trúc Thiền Thiền nắm lấy tay Hứa Ứng, y phục phất phới, bay qua hỗn độn hải mênh mông vô ngần. Nơi này sóng nước dâng trào, mang đầy tạp âm hỗn độn, khiến người ta khó lòng tập trung tinh thần. Trúc Thiền Thiền lớn tiếng nói, ta dùng thần thông mạnh nhất cũng không cách nào mở được viên hỗn độn nê hoàn này. Khi tu vi cảnh giới của ta tăng cường, hỗn độn nê hoàn cũng không ngừng tăng cường. Ta trùng tu nguyên thần, sau khi nguyên thần hình thành, viên nê hoàn đã ép cả hỗn độn hải trầm xuống. Bây giờ viên nê hoàn này đã lớn hơn lúc đó mấy chục lần. Hứa Ứng đi theo cô, tránh xa hỗn độn nê hoàn, cực kỳ lo lắng bay qua hỗn độn hải. Bọn họ đi qua 12 tầng lầu, tới tâm nhạc tiên sơn, đi vào trong tiên sơn tâm thất, tìm thấy bí tàng giáng cung. Đâu xuất tiên hỏa trong giáng cung cháy rừng rực, bất cứ thần thông nào cũng khó mà giữ nổi uy lực, đạo tượng sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi, khó mở hơn lúc ở khấu quan kỳ đâu chỉ vạn lần. Bọn họ lại tới bí tàng hoàng đình, bí tàng ngọc trì, độ khó khi mở hai bí tàng này cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Huyền hoàng khí đã cực kỳ hùng hồn, trấn áp vô số chư thiên thế giới, ngọc hư thanh khí ngưng kết như ngọc, gần như không thể mở nổi. Hai người đứng bên ngoài bí tàng ngọc trì, Trúc Thiền Thiền thở dài, đại ác nhân phá hỏng con đường phi thăng. Muốn phi thăng thì chỉ dựa vào tiên dược ở đâu xuất tiên cung thôi vẫn không đủ, còn cần tiên dược của năm tòa tiên cung khác. Ta không thể tốn thêm 30000 năm tới tiên cung khác đánh cắp tiên dược, như vậy cách đơn giản nhất chính là mở thân thể lục bí. Chỉ có điều tu vi càng cao, càng khó mở lục bí. Hứa Ứng suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ, nếu tu luyện tới phi thăng kỳ, còn mở được lục bí không? Trúc Thiền Thiền lắc đầu nói, ta mới tu luyện tới cảnh giới trùng lâu thôi mà sử dụng thần thông mạnh nhất cũng không thể mở được bí tàng. Cần phải tìm pháp bảo mà mình để lại năm xưa mới có thể mở được. Nếu tu luyện tới phi thăng kỳ, cho dù dùng pháp bảo mà ta luyện cho Chu Thiên Tử cũng tuyệt đối không thể mở được. Hai mắt Hứa Ứng sáng lên, ta biết lý do chủ nhân Nê Hoàn cung lập bẫy ăn thịt người rồi. Hắn là luyện khí sĩ phi thăng kỳ, tự thấy không đủ lực lượng nhưng lại không thể mở bí tàng của bản thân. Tu vi thực lực không thể tiến bộ, vì vậy hắn phải lập bẫy, truyền bá na pháp, khiến người khác tu luyện bí tàng giúp hắn. Trúc Thiền Thiền nói, nhưng hắn chỉ truyền thụ pháp môn của bí tàng Nê Hoàn. Cô lập tức tỉnh ngộ, ý ngươi là thân thể lục bí, 6 loại truyền thừa na pháp, tất cả đều là của hắn. Hắn không chỉ nhận được Nê Hoàn, Giáng Cung, Hoàng Đình, Ngọc Trì, Ngọc Kinh, Dũng Tuyền, hắn muốn thu hoạch hết. Trúc Thiền Thiền hít một hơi lạnh, lẩm bẩm, thằng nhãi ấy ác đến vậy à? Nếu sư đệ của ta còn sống, chẳng phải nó cũng ác vậy sao? Cô khó mà tin nổi. Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, có một chuyện rất quái lạ. 6 tháng trước ta mở bí tàng Hoàng Đình, câu lấy tiên dược thần thức nhưng không có cảm giác bị người khác để mắt tới. Chuyện này chứng minh một điều, chủ nhân Hoàng Đình chính là một trong 3 chủ nhân bí tàng từng để mắt tới ta. Y dừng lại một chút rồi nói, người này đã nhắm vào ta sẵn rồi, không cần nhìn lại lần nữa. Không biết Nguyên Vị Ương đã bù đắp xong nguyên đạo chư thiên cảm ứng chưa? Nhưng nếu không bù đắp, lão tổ Nguyên Vô Kế nhà nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm. Y nhớ lại Nguyên Vị Ương, trong đầu lại hiện lên Nguyên Như Thị,
vì vậy cố chấp cho rằng Nguyên Vị Ương chính là cô bé Bảo Y nến son. Lúc này có người lên núi, là một nam tử, trẻ tuổi, hắn cúi người nói, có phải Hứa Ứng lão tổ không? Gia sư lệnh cho ta tới đưa thiệp mời. Hứa Ứng nghi hoặc, sư phụ của ngươi là ai? Nam tử trẻ tuổi trả lời, Từ Phúc. Các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.